Going to the elevator. Press the button to the level 69. Exit elevator. Yo yo. Em ơi, cái Google Maps này nó có đúng không mà sẽ này nó đi vòng vòng chi sợ quá hả? Trời ơi, chị nghĩ gì vậy chị? Hả? Trời ơi, Google Maps nó phải đúng thôi, cứ đi theo đi. Trời ơi. Go straight. Straight. Thấy chưa? Cái gì mà chỉ đi nó đập mặt vô tường làm sao? Trời ơi, từ từ đi, cứ nghe nó nói cái gì. If you don't wanna đập mặt vô tường, U-turn. Thấy chưa? Trời ơi, nó có kêu đó, U-turn. Rồi, U-turn, rồi, sao nữa, nghe. Keep straight. Straight. I am straight. No, you were too gay. Trời ơi, sao Google Maps gì nó thông minh như vậy? Nó biết giới tính con người ta anh ha em? Ghê cái gì mà ghê? Ghê bà nội mày chứ ghê. You're not gay. Đúng rồi, tao sao BD được? You are BD. Đúng rồi, BD. Chị à? Hả? Cái iPhone này của em nó cũ rồi đó chị, nó bị mát. Ừ. Đừng có xài Google Maps nè, tới rồi. Bye bye, have a nice day. Google này nó vừa thông minh mà nó vừa dễ thương lịch sự, nó chào hỏi đàng hoàng, thấy không? Google Maps nó làm như con két vậy chị, trời ơi, nó biết lặp lại nó, thấy ghét quá. Không, nhưng mà chị thấy cái phone này xài vẫn được mà em. Thôi em nói chị nghe nè, chị nghĩ sao mà xài được, chị nhìn đi, đó, nó bể nát hết trơn rồi nè. Thôi ráng đi, hôm nay hai chị em mình kiếm được việc làm đó, về là coi như là em mua hai cái iPhone mới. Chị cái em cái. Cảm ơn em. Ôi mà thôi. Cái gì? Mắc lắm. Mua một cái thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, em ơi, chị nói em nghe nè. Sao mà em tốt với chị quá vậy? Không sao đâu, em cứ xài cái mới, chị xài cái cũ được rồi. Thôi, chị xài cái mới, em xài cái cũ. Trời ơi, không chịu đâu, rồi cái gì đâu mà lo cho chị dữ vậy. Chị nói thiệt với em nha, cái cuộc đời chị mà gặp em đó, trời ơi, coi như là chị may mắn lắm gì đó à. Không có em là đời chị chết rồi đó. Em làm gì mà em tốt như vậy? Trời ơi, em tốt đến mức độ mà nhiều khi chị nghĩ em chị... không phải con người luôn á. Em phải con người? Ý chị nói em súc vật hả? À, đừng nói bậy bạ. Ý chị là coi như là coi như là tóc tím áo cam cam này nè. Em không có giống con người. Thì bà nói tôi không giống con người là bà nói tôi con thú rồi. Thôi đừng, em còn hơn con thú nữa đó. Em trở mặt đó. Hả? Em giận. Cái gì giận? Chị nghĩ sao? Mặt ta về nói tôi còn hơn con thú. Đừng có làm chị bị bệnh tim mà đừng có làm vậy. Ý là chị nói em không phải là con thú mà em là con giòi. À! Trời ơi, tự nhiên vậy. Em là con trời. Hết dặn. Con trời mới đúng nè. Yeah, con trời á. Con nói đi. Con trời sao chị? Nói đi chứ đừng có lấp lời lên nhau khó edit lắm. Nói tiếp con trời. Thôi, đi em con trời, em đẹp là con thái tử đúng không? Đúng chị rồi. Thái tử mà coi như rớt một cái bụp xuống dưới đất. Chị rảnh rồi nha, mình bỏ thời gian mình học thêm tiếng Việt đi chị. Sao vậy? Con trời là coi như người ta phải hạ trần hay người ta giáng phàm đồ này nọ. Hiểu không? Mình rớt cái đụp xuống là mình rớt xuống cái địa ngục đó. Biết không? Vậy là sao? Vậy là xài chữ không có đúng không hả? Không có đúng chữ chút nào hết. Trời nha. Rảnh rỗi về học tiếng Việt lại nha. Em hay quá. Cái gì em cũng hay hơn chị. Em sanh sau đẻ muộn hơn chị. Mà cái gì em cũng hay hơn chị. Nói chị nghe. Bây giờ đó coi như em mua cái phone tặng chị. Chị cần làm cho một chuyện thôi. Làm chuyện gì em? Nếu mà mình kiếm được việc làm đó là chị phải đãi em. Và cái việc này là em giới thiệu cho chị. Em biết chỗ em đọc báo em coi được cái giới thiệu chị. Đúng rồi, đúng rồi. Cầu xin có công việc làm. Có được rồi. Về đổ bánh xèo cho em ăn. Trời ơi, chuyện nhỏ. Chị nhỏ gì cái gì mà? Thì cái bánh xèo mà chị đổ là số 1 luôn á. Em biết mà. Nhưng chị phải nhớ là đổ bột bánh xèo hương xưa em mới chịu ăn đó. Chắc chắn rồi, bột bánh xèo hương xưa nè, đổ bánh là vừa giòn vừa thơm nữa, chắc chắn là bánh xèo hương xưa. Yên tâm. Rồi, thôi. Không ai đổ bánh xèo ngon hơn chị hết. Rồi. Trời, mình sớm cần cả 15 phút lần đó chị. Ý chà. Dạ. Em ơi, chị lo quá. Lo gì? Tại vì lần đầu tiên đi xin việc làm á, chị lo lắm em biết không đó. Cái gì em cũng lo cho chị hết mà chị lo nè. Không biết là cái việc đó nó có hợp với chị không cưng? Em nghĩ là hợp chứ chị. Hợp không? Hả? Chứ chị là chị thấy là hợp với cưng đó.
Ủa sao tự nhiên hợp với em? Thì tại vì chị thấy tự nhiên chị cảm giác như là chị nhìn cái miệng của em đó. Em mà phục vụ bằng cái miệng là coi như là hết sảy luôn á. Miệng em hả? Hả? Chị kỳ quá. Không, chị nói thiệt mà. Điếc. Không, tức là cái gì vậy? Chị nói gì đâu? Chị nói cứ phục vụ bằng cái miệng thôi chứ làm gì? Cái miệng em coi vậy chứ dở lắm. Không, chị thấy hay mà. Kỳ lắm. Em á, em thấy chị mới hợp đó. Không, trời, chị lớn tuổi rồi mà hợp gì em mà hết sức rồi nữa. Chị nghĩ sao vậy? À. Chị là người phụ nữ có kinh nghiệm. Dầu gì chị cũng có 6 đứa con rồi. Thì 6 đứa con chị mới rầu đó, sợ người ta không có nhận mình, hiểu không? Rồi, thôi chị yên tâm đi. Chuyện đó là em nghĩ là thế nào cũng được. Chị suốt đời chị cứ bên là có em, đúng không? Bởi vậy chị nói em nghe nè. Đi với ai không yên tâm, đi với em mà chị rất là yên tâm. Đúng không? Trời ơi, coi như là em là ca, chị là ly, Mai ca, Mai ly không bao giờ chia xa. Đúng rồi đó chị. Ly với ca là ca ly. Và hai chị em ở ca ly. Và bởi vậy vô xa hai ả tố nga. Mai ly là chị, em là Mai ca. Trời ơi. I say bẹt, you say bạc. Bẹt, bạc, bẹt, bạc, bẹt, bạc, bẹt, bạc. Xin chào ông Miền. Hey, đủ rồi. Đây là lời của tôi nói. Đừng có nói nhiều lời của tôi. Chào mừng hai người đã tới với công ty của tôi. Một tập đoàn bé và ba chuyên cung cấp những sản phẩm dành cho trẻ em, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Xin chào quý vị. Mặt hơi căng ha, mặt hơi căng. Ôi. Dạ, dạ. Hôm nay có lịch tuyển dụng đúng không? Dạ. Dạ. Ngồi đó đợi đi. Trời ơi, trời ơi, em ơi. Em ơi. Dạ, cái gì vậy em ơi? Trời, thường thường chị coi những cái mẫu người này là trong phim bộ không biết không? Coi như là CEO rồi thiếu gia của tập đoàn mà đẹp trai mà cao về vợ mà chung thủy cả đời chỉ biết một người đàn bà thôi. Đó là trong phim bộ mà ở ngoài đây bây giờ mới thấy này, thấy không? Thấy ngoài đời là đẹp kìa. Trời, cao lừng lửng vậy không đó, đẹp trai tóc bồng bềnh vậy đó, bụng hơi bự chút xíu nhưng không sao. Được không nào? Hả? Mình tém lại chị. Sao tém lại gì? Mình làm vậy là người ta biết mình mê trai nha. Không, thì chị thấy đây là một cái hình ảnh của chị thôi, chị thích thôi. Ừ. Em dặn chị bao nhiêu lần rồi. Ra đường mình thấy trai đẹp, đẹp là nó có đẹp rồi, nhưng chưa biết nó phải trai không. Trai, chị thấy trai mà, chị thấy trai. Nghĩ sao chị lầm biết bao nhiêu lần rồi. Nào là chị quen nè, anh Kiệt nè, anh John nè, anh Thi nè. Trời, chị thấy không, 6 mũi không. Vô trong chim cầm cái cục tạ 200 thao, đẩy lên, đẩy xuống, đẩy lên, đẩy xuống. Đúng. Thả cục tạ xuống là mấy anh chéo giò đi hết. Đúng rồi. Em ơi, giò chéo rồi em ơi. Trời ơi, đúng rồi, em hay quá. Em nói sai đâu, em nói đúng sai đâu. Em xét đoán con người hay quá. Mũi quỷ sứ, cắn ngứa chết. Trời ơi, không, người ta bị mũi cắn thôi, người ta banh ra rồi, thấy chưa? Thấy men chưa? Men quá, men, men, cái này là gu của chị em ơi. Cái gì vậy bà? Làm như ta chọn bà rồi vậy, tự nhiên cái gu của chị. Thôi. Dạ. Cái cạc của tôi đó. Anh ơi, anh đưa lộn cạc rồi anh ơi. Dạ, hả? Dạ, cái này là cạc của quán Hương em ơi. Dạ. Hồi nãy đi ăn bún mắm ngon quá, xin cái cạc visit để giới thiệu bà con. Dạ. Lấy lộn. Trời ơi. Phí. Dạ, cái gì vậy? Của chị nè. Trời ơi, mỗi lần móc ra là em sợ nè anh ơi. Trời ơi. Dạ, đây gì đây? Cứ làm mình hết hồn hoài. Ồ, cái gì vậy? Anh tên là Michael. Đúng. Michael là tên của tôi. Anh là Michael. Trời ơi, làm như là có bà con dòng họ với mình đúng không? Đó, em là Mai ca. Chị là Mai ly. Anh là Michael. Đây, ly. Đây cô. Dạ. Đây ca. Nguyên cái ly coca luôn. Dạ, người Việt Nam người ta nói coca chứ ở bên Mỹ người ta kêu là cook á. Chị nói gì? Cái gì? Thế nghe nè, em dặn chị rồi. Sao? Mình nói tiếng Anh đó mình phải cong lưỡi lại, cái khẩu hình miệng đó chị. Thì đó, thì đúng rồi chị, cong lưỡi. Không. Lại đó, cái nước là nước khức á. Nè, nghe. Đó, trời ơi chị, xin lỗi. Dạ, xin lỗi anh. Dạ, em dạy bà chị em lại chút xíu nha. Anh chờ chút xíu. Chị mình nói tiếng Anh, hiểu không? Đừng, cái khẩu hình miệng là cái môi này nè. Mình đừng có đưa ra khức. Vậy không? Khức, chạy ra vậy là nó không có đúng. Mình phải cuốn cái khẩu hình vô trong. Khóc. Trời, làm... thôi đừng. Trời, đừng. Trời. Đúng đó. Bà stop anh lại là đúng đó. Chứ cái anh qua cái miệng của anh nó thành một cái gì nó ghê quá. Ghê, thiệt là ghê. Bỏ nghe. Trời đất ơi,
Anh cái Michael gì? Nhiều chức vụ quá. Cái gì vậy? Chức gì? Để cho đây nè. CEO. Đúng, tôi là CEO. Director. Yeah. Chairman. Ok. Wheelchair. Hả? Cái gì vậy chị? Không, lộn. Vậy đó. Chị. Nhiều. Chị không cần phải liệt kê những cái danh sách đó đâu. Tại vì ngoài những cái gì ghi ở trên cái cạc đó, tôi còn làm được nhiều thứ to lớn hơn như vậy. Trời ơi. Cái gì vậy anh? Đây, chị có thấy cái tượng này không? Dạ thấy. Đây là một cái giải mà tôi phải cất công bỏ ra bao nhiêu năm tháng để có thể rinh nó về. Chị biết đây là giải thưởng cho gì không? Giải gì vậy? Bảo vệ của năm. Oh. Đó, chưa hết. Đây, cái này mới quý giá. Chưa bao giờ tôi nghĩ được trong cuộc đời của tôi phải hy sinh thân mình vì cái tượng này. Đây là giải thưởng lao công của năm. Trời ơi, sao mà anh giỏi quá, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu rồi, ai chịu cho nổi chị ơi. Mà sao tự nhiên nguyên một cái tập đoàn mà sao có một người làm từ đầu tới đuôi là sao vậy em? Trời ơi, chị hơi thắc mắc á. Chị thắc mắc cái gì, chị không có biết cái gì hết á. Mấy cái người mà người ta giỏi giống như vậy đó là người ta làm gì khó tánh lắm. Không có ai làm cái gì mà vừa lòng người ta hết á. Nên người ta làm cái gì là người ta làm một mình thôi. Đúng, đó là lý do tập đoàn của tôi là tập đoàn một thành viên. Tất cả mọi thứ tôi làm hết. Chị thấy em nói đúng không? Trời ơi, bởi vậy đó thì cha mẹ sanh ảnh ra hiểu ảnh gì có một mình em thôi. Thôi tới đó đủ rồi. Đây, ngày hôm nay tôi rất là vui mừng khi có sự có mặt của anh chị ngày hôm nay. Tập đoàn của chúng tôi đang rất cần, rất cần những nhân tài, những con người có thể đại diện cho tôi, đại diện cho cả một cái tập đoàn để thốt ra những lời vàng ngọc. Để có thể đối diện với những đối tác tiềm năng trên thế giới. Anh nói gì em không hiểu gì hết vậy. Đi về chị. Đây đâu vậy? Dạ, em nghĩ là tụi em đi lộn chỗ để chắc anh tuyển giám đốc hả anh? Giám đốc hồi nào? Dạ. Tôi tuyển nhân viên bán hàng online. Trời đất ơi, bán hàng online mà nãy giờ anh nói giống như anh đang ứng cử tổng thống vậy đó. Vậy mình đi đúng chỗ rồi hả? Ngồi lặng đó chị. Dạ. Giống như đang đi bếp vậy đó. Thông cảm, tại vì tôi làm cái nghề này quen, tôi phải dùng những cái lời gọi là cao quý một chút xíu. Lỗi anh chị. Cao quý, cao quý và qua Mỹ đúng không? Đúng rồi. Thôi kệ anh. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề đi nè. Ngày hôm nay hai anh chị tới đây để tuyển dụng. Rồi anh trước đi ha. Tóc tím ha. Em trước hả? Em trước đi không sao đâu. Nói về cái hồ sơ sinh lý đi. Hả? Gì sinh lý anh? Hồ sơ lý hồ sơ lý lịch. Trời ơi. Hồ sơ lý lịch. Trời ơi, em nói thiệt cái chị, bởi vì người ta nói em cái nhan sắc là đẹp chết người là có thiệt nha chị. Trời ơi. Nhìn không mà anh liếm lưỡi luôn. Trời ơi. Bây giờ em không, nói tại đi. Vì cái nhan sắc của tôi không biết. Thôi để em nói gì. Để em tự giới thiệu rồi. Rồi bây giờ giới thiệu đi. Anh quýnh rồi. Đổ mồ hôi hột luôn á. Anh ổn định chưa? Anh biết có người dưới đang ngắm anh quýnh đó. Không phải không hiểu sao ngày hôm nay nhà hàng xóm tôi đón đâu ra người ta coi phim hài dữ quá, người ta cười tôi mệt luôn á, đổ mồ hôi hột. Người ta không cười là chết à anh. Có lý ha. Dạ, kính thưa anh Michael. Trả lời đi. Dạ. Tên gì nè? Dạ, em tên Maika. Maika. Năm nay em 46 tuổi. Số đo ba dòng là 60-50-50. Dạ, sở thích của em là em yêu màu tím và em ghét thủy chung. Cái này đâu phải tìm bạn bốn phương đâu mà em nói mấy cái này làm gì cưng. Không, em nói để em biết sở thích của mình anh chiều. Em coi con mình 46 tuổi là ngưng rồi anh. Tôi hiểu rồi. Rồi, nói chung là có kinh nghiệm gì chưa? Dạ, anh hỏi thì em xin thưa, em đi bán sữa đã 20 năm rồi. Hay quá. Bán 20 năm rồi? Dạ. Bán sữa gì? Dạ, em bán sữa Kỳ Duyên. Kỳ Duyên có sữa để bán luôn hả? Trời ơi, anh biết á, chỉ nhiều sữa lắm. Trời ơi, mỗi lần chỉ ra hả, cả kho em bán sạch. Trời đất ơi, cái gì người gì đâu mà nhiều dữ vậy? Dạ. Mà sao bây giờ không bán nữa? Anh chỉ hết sữa rồi. Cũng đúng ha. Thời gian. Đúng rồi anh, thời gian mà anh không có kịp mà ông chúa mà cái như nó lớn mà để mà nó đẻ ra sữa luôn đó anh. Dạ. Rồi tôi hiểu rồi. Tôi nói chung là anh là có kinh nghiệm đúng không? Dạ, kinh nghiệm 20 năm bán sữa ông chúa Kỳ Duyên. Như vậy là có thể là ứng cử viên sáng giá. Dạ, cảm ơn. Hay quá. Chị mừng cho em. Yên tâm, có em kế bên chị, đừng lo. Anh hỏi gì trả lời đó nha chị. Dạ. Tôi có thể phỏng vấn chị anh chưa? Dạ mời anh. Chị giới thiệu bản thân đi. Em tên là Mai Ly. Chị run quá em ơi, chị không biết nói gì có bây gì giờ. Cứ nói đi chị. Từ bình tĩnh với bản thân. Bản thân em thì thực sự ra thì từ ngày em sinh ra đời tới bây giờ đấy anh ơi, đời em toàn là nước mắt thôi anh.
Dạ. Chị kể đi. Anh biết không, coi như là năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Thì cái người chồng đầu tiên của em, năm 17 tuổi em đẹp lắm anh. Đó. Em đẹp rực rỡ đó anh. Em đẹp sáng quắc hơn mấy cái màn sau này là không bằng em. Em đẹp lắm, chị đẹp lắm cưng. Chị em đó là coi như là đi định đi thi hoa hậu mấy lần mà em cản đó. Dạ. Dạ, dạ. Đẹp lắm luôn rồi, cho nên em lấy chồng luật sư. Dạ, dạ. Anh làm cái nghề coi như là cái luật sư, anh là chuyên môn cái là chống những người mà quấy rối tình dục cho em dưới 18 tuổi. Dạ. Trời ơi, một đám cưới tưng bừng tổ chức, đêm động phòng, em nằm em chờ để ảnh. Anh nhìn em và anh nói coi như anh không muốn sờ vào trẻ em dưới 18 tuổi. Anh sợ bị coi như là bị kết bị, án đó. Su đó anh. Su đó. Anh có coi cái phim mà em chưa 18 không? À có. Là định làm cho bà chị em đó. Dạ. Dạ, nói về cuộc đời của bà chị em đó. Dạ. Dạ. Vậy rốt cuộc. Cho nên tại vì lúc đó em 17 tuổi, ảnh hưởng nghề nghiệp đó. Dạ, cho nên thôi anh rồi, bỏ đi. Rồi. Em hết nước mắt. Dạ. Thì cái người chồng thứ nhì mấy năm sau mới làm người thì người chồng thứ nhì của em á là Sku RT. Là cái gì? Hả? Em xin lỗi. Cho em một phút. Chị, mình nói tiếng Anh đó, mình giống như em hồi nãy đó, chị mình phải lấy hơi. Mình nói một hơi thôi. Security, mình đừng có ngắt ngang. Security gì em nhận không hay. Chị run quá, chị muốn nói luôn mà cái security của chị ngưng à. Cái RT. Cho em, cho chị em một phút nữa, mình lấy hơi nói lại lần cho anh hiểu nè. 2, 3. Sợ. Tiếp. Nói một hơi. Sợ cái gì? Sợ. Security. Coi như là bảo vệ đó, cũng giống như anh đoạt cái giải vậy nè đó, cái tượng mà anh không mặc quần áo vậy mà anh đoạt cái giải đó đó. Dạ. Đó, đó coi như là bảo vệ, bảo tàng diện, tức là anh chỉ đứng im, anh coi sóc những con dinosaur thôi. Đó, và anh không có cho ai sờ và hiện vật. Thì cái đêm động phòng qua chút, coi như anh nhìn em rồi anh lắc đầu anh bỏ đi và anh nói cấm sờ và hiện vật. Anh không sờ về em trong khi hiện vật em nằm lù lờ đó mà anh không sờ thì làm sao? Đó cho nên rồi thôi đợi em lại. Anh biết tiếp. Tại sao không? Là cứ như lại tại vì em tiếp lời ảnh. Bà chị em nói là cứ như là cái mấy người chồng mà chị lấy đó là bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp. Đó. Đó. Xong rồi bẵng đi một thời gian, bẵng một thời gian bây giờ lần này đó, em lấy một cái anh này vì nghề nghiệp anh ta ở lại với em. Chị anh làm nghề gì? Dạ. Nghiên cứu đồ cổ. Tại lúc đó em lớn tuổi rồi đó anh. Cho nên là anh nghiên cứu đồ cổ, anh lấy em là xứng đôi vừa lứa. Tôi hiểu rồi. Mà khi mà hai người lớn tuổi lấy nhau rồi đó, thì em sợ là em không có con. Em sợ không có con nhưng mà trời ơi, trời ban phước lành cho em. Trời ơi, cái gì đâu mà đẻ quá trời đẻ luôn đó. Cứ đi ngang đầu giường là có bầu đẻ, đi ngang đầu giường là đẻ một sạch ruột luôn anh. Mà anh lớn tuổi em, cho nên em hỏi tại sao lại có sức khỏe vậy? Tại sao? Thì đây em xin trả lời. Tại đây, Fukudon, Suboy Fukudon. Chị. Hả? Suboy là dạ mình đừng có bớt coi rách việc lại. Chứ sao? Không? Dạ, này là Sugoi chứ không phải Suboy bà nội. À vậy hả? Nè, Sugoi chứ không phải Suboy, hiểu không? Suboy là cái rapper, hiểu không? À Sugoi. Dạ đó đó có đó, nhờ vậy mà coi như là có hai vợ chồng em sức khỏe dâng trào và đẻ quá cho đẻ. Đây, Sugoi Fukuda. Không biết sao nữa anh, dạ cái này là người ta coi như là ngăn ngừa tế bào ung thư mà đưa cho ai chăm chăm cho bà chị em bà uống cái tự nhiên đẻ nhiều. Ngộ dễ sợ. Chị vừa nói chị không hề biết nói cái gì. Không, em không biết quảng cáo, em chỉ kể. Chị vừa kêu chị không hề có kinh nghiệm. Dạ em chỉ biết kể cuộc đời em là như vậy, tất cả những hành trình như vậy thôi anh ơi. Chị có biết thông qua câu chuyện của chị, chị đã quảng cáo một cách vô tình hay không? Hả? Chị bán hàng tuyệt vời. Anh nói làm sao em quảng cáo làm sao? Quảng cáo một cách vô tình. Quảng cáo cái này vô tình đó hả? Đúng rồi. Không, nãy giờ em cố ý chứ em đâu có vô tình đâu. Em rất cố ý mà. Ủa dạ. Nãy giờ là cố ý quảng cáo cái này đó hả? À không, em nói giận thôi. Dạ, chứ không. em vô tình thôi đây. Trời ơi. Nhưng mà thật ra nhờ cái sự vô tình này của chị. Dạ. Dạ. Chúng tôi mới phát hiện ra được là anh và chị đây. Dạ. Dạ. Đều có một cái năng lực rất là tuyệt vời. Trời trong ơi. Cái ngành công nghiệp bán hàng. Như vậy thì chúc mừng anh chị. Dạ. Anh chị đã bước qua được cái vòng chinh phục của tôi. Quá cái vòng chinh phục rồi. Chị mừng quá. I say bé. Chị say cái gì em? Bà. Chị say bá. I say bé. Tôi say bá. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Bé bà. Đủ rồi. Dạ, dạ. 5 phút quảng cáo nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ, dạ. Ngay bây giờ, hãy cùng tôi bước ngay vào vòng bứt phá. Bước vô phòng bứt phá. Vui quá đó anh. Trời ơi, được giận rồi. Mình nhiệt tình quá. Dạ. Dạ. Ngay bây giờ. Dạ. Ở vòng bứt phá này. Dạ. Anh chị giúp tôi một tay. Dạ giúp. Ai giúp? Vô. Em hả? Vô đây. Dạ em. À. Cái gì? Ôi trời. Vô đây. Ôi trời, tôi có thấy cái mỏ em vậy rồi tự nhiên rủ vô. Sao?
Không vô phải không? Hả? Không vô chị nữa. Em đi. Trời ơi, đi nè. Không, thì đi nè. Nè, nói nghe nè, không có anh là không có làm được cái gì luôn. Cái gì nói câu khó hiểu quá, cái câu đó không có cười được. Em xin lỗi chị. Vô đây, nhanh lên. Nè. Tháo ra giùm cái, Đó, rồi. Trời ơi. Cầu trời cho con cái chóp này về nuôi con. Đây. Dạ thôi, nâng niu. Dạ. Để đây nè. Để đâu anh? Bước tới. Dạ. Nhẹ thôi nha. Dạ. Mắc tiền lắm á. Dạ. Rồi. Giữ nguyên. Dạ. Trời chị ơi. Cái này là cái gì đây? Sao ảnh, ảnh bự rồi, cái gì đó cũng bự hết đó chị. Trời, mới vô có 5 giây mà biết hết tất cả mọi thứ vậy đó hả? Cái gì vậy chị? Hả? Kích cỡ này là em biết hết vậy đó hả? Em nói cái này bự mà chị nói cái gì vậy? Cái này là cái gì? Đây. Ai biết cái... Ồ, cái này là cái gì anh? Đây là cái màn hình tinh thể lỏng. Tôi đầu tư cả triệu đô vô cái màn hình này đó. Bận chết luôn á. Nếu mà là cái màn hình thì bự thiệt. Đúng rồi. Nè, bây giờ thôi tập trung. Tập trung vào vòng bước phá nè. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ giả định đi. Giả định anh chị sẽ được bán hàng trực tiếp. Hãy coi tôi là khách hàng. Dạ. Đây. Làm gì vậy? Anh CEO bên trong này. Dạ. Là mặt hàng. Dạ. Sẵn sàng coi nha. Dạ sẵn sàng rồi. Hey. Trời ơi. Em ơi, chị nhìn thấy cái mặt hàng này. Một cái quá khứ là hiện về trong cuộc đời của chị. Trời ơi, chị sợ quá em ơi. Em cũng vậy. Em cũng sợ quá. Chị nhìn về quá khứ, còn em nhìn về tương lai. Trời ơi, tương lai em mà phải xài cái mặt hàng này, em sợ quá. Ok quá. Nói nghe nè, đang sợ hả? Dạ. Vậy đối diện với nỗi sợ đi, em vô trước. Để cái này lên mặt bác đi. Nhìn vào nó chăm chú. Dạ. Tả nó một cách thiết thực. Dạ. Càng thiết thực càng tốt. Vậy là em đang trên màn hình ha anh? Bắt đầu đi. Ráng đi em. Ngồi chị. Dạ. Bắt đầu đi. Dạ, màn hình mà anh, trời ơi, lâu lâu người ta mới được lên TV. Trời ơi, phải cho người ta đẹp. Producer là ta thích đẹp mà. Rồi. Chào nha. Hello, cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thả tim cho em đi nè. Cả nhà ơi, dạ. Chị ơi, dạ anh ơi, dạ Atlanta ơi, New York ơi, everybody ơi. Thả tim, trời ơi, em mới vô mà có nhiều người thả tim em quá. Dạ đúng rồi, Cần Thơ, Sóc Trăng, dạ trời ơi, nhiều người vô thả. Hả em đến, hello, dạ, đến từ Việt Nam, Paris luôn, trời ơi. Nhiều quá, thương quá, dạ, đẹp. Dạ, thưa quý vị, dạ, quý vị ơi, đi đâu mà dội mà vàng, dừng chững ghé lại dạng hàng của em. Hay quá. Tóc em đẹp quá hả? Dạ, em biết chứ. Dạ, đàn kêu tích tình tan, dạ, em bán nấm vú, dạ, em bán nấm vú, còn bú thì mua giùm. Thả tim nữa, nhiều người thả tim em quá. Trời ơi, nhiều người thả tim, nhiều người like, chứng tỏ là nhiều người còn thích bú nè. Dạ, rồi anh chốt đi. Dạ, đem coi. Dạ, em có 3-4 màu nha. Dạ, em có 4 màu. Dạ, còn lại 4 màu cuối cùng. Dạ, công ty bán sạch sành xanh anh chị ơi. Dạ, không còn màu nào hết. Dạ, đây em còn màu xám này nha, màu xám. Dạ, đây, dạ màu tím, tím. Dạ, tí đen. Dạ. Ủa, mà sao có nhiều màu vậy? Dạ, tại vì tất cả là, dạ, thế giới mình là phải có 193 nước. Dạ, mình phải, mỗi một nước là phải có một màu khác nhau. Dạ, sở dĩ, dạ, công ty chúng tôi chế biến một cái màu như vậy để chi? Để em bé người ta nhìn thấy cái màu đó, người thấy gần gũi với người mẹ. Dạ, có cái màu sắc của người mẹ đó, cái màu da của người mẹ đó. Dạ, cái em bé nó cảm thấy gần gũi, nó tưởng nó ti mẹ, cái nó bú liền. Dạ. Có màu trắng hồng không? Dạ. Có màu trắng hồng không? Dạ, trắng hồng hả? Dạ, trắng hồng là ba mấy đứa bé thích lắm, cho nên là em hết hàng rồi. Vậy, có màu pha lê không? Màu pha lê hả? Màu pha lê là vừa phê vừa la. Dạ, màu này cháy hàng luôn rồi. Anh phải order trước một tháng nha. Rồi, cắt, nhiêu đó đủ rồi. Tuyệt vời, mẹ nói là tuyệt vời luôn. Nãy giờ là tưởng tượng không, không có một ai like mà ổng nói như đúng rồi vậy đó. Hay, đây là điều mà chúng tôi rất cần.
anh nghĩ 20 năm kinh nghiệm của em bỏ chó ăn. Rồi hay quá, hay quá. Trời ơi, em càng hay chị càng lo gì chị không biết làm gì hết trơn á. Hả? Mình cứ lên mình nói có em kế bên nha. Mình cứ làm. Trời ơi, chị không bao giờ chị biết nói. Trời ơi, cả nhà ơi chị đâu có biết nói làm sao đâu. Thì cứ nói cả nhà ơi, mình kêu tên ai cũng được. Mình kêu Thi ơi, rồi mình kêu gì vậy đó, Hương ơi, vậy đó là Cúc ơi. Dạ, vậy dạ, mình cứ kêu đại. Chị cứ làm đi, chị cứ làm đi. Em nói đúng không anh? Thoải mái, mình đang tập mà. Đang thoải tập mái hả? Đi, dạ, dạ. Thể hiện hết mình. Mình làm sai, cắt làm lại, không sao hết. Ok, hiểu rồi. Không? Chị rung quá em ơi, chị muốn nói gì chị nói nha. Dạ, nói đi chị. Dạ, em xin chào cả nhà. Em không nói giống cả nhà ơi này nọ giống thằng kia đâu, em không thích. Em nói cái kiểu của em nha. Dạ, thực sự ra mà khi em cầm cái this one này lên, dạ, em lịch sự lắm, em nói this one chứ không núp vú như thằng kia nha. This one này lên thì em nghĩ thế này nè. Ông trời sinh ra nhiều thứ nó rất công bằng. Người ta cho mình biết bao nhiêu ngàn cọng tóc, mình người ta cho mình 10 ngón tay, ông trời cho mình 10 ngón chân, nhưng mà chỉ cho mình hai cái this one. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn. Để em sẽ xin kể cuộc đời của em như thế này. Năm em 17 tuổi, cái this one này của em nó trắng hồng như một trái strawberry. Năm em 30 tuổi, cái this one này nó từ từ nó hơi giảm giảm, nó giống như trái cherry. Năm em 40 tuổi nó xuống một cái ào, nó giống như là blueberry. 5 năm sau nữa, trời ơi, thời gian nó đi kinh khủng, nó xuống còn blackberry. Và cuối cùng nó trở thành một trái nho khô. Mà chị em phụ nữ ơi, các single mom ơi, các mẹ bỉm sữa ơi, khi mà cơ thể người đàn bà thay đổi thì lòng dạ con người thay đổi. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn nhan sắc của mình. Khi nào con mình nó đói, cần có dòng sữa mẹ để nuôi thì cho nó bú. Còn bình thường nó đòi hỏi, đút cái this one này vào trong miệng của nó để giữ cơ thể của mình. Các bạn ơi, phụ nữ phải sao? Phụ nữ phải đẹp, phụ nữ phải tự tin, phụ nữ bước ra đường là phải sắc hương nước hương trời, phụ nữ bước ra đường là phải đánh son chứ không có đánh ghen. Yes, hay quá. Ngày xưa ông bà nói gái có công chồng không phụ, nhưng bây giờ nếu nó muốn phụ rồi nó quên mẹ nó công lao. Cho nên chúng ta phải đẹp, phải xinh. Tại sao lại gắn liền cái chữ phụ nữ với sự hy sinh? Bỏ hy sinh đi. Phụ nữ bây giờ là chỉ có hy vọng chứ không có hy sinh. Đây, phụ nữ số 1, nắm vú số 1, phụ nữ number 1, this one number 1. Trời ơi, cắt. Chị ơi, chị làm như vậy là chết tôi rồi. Cho em xin lỗi. Em xin lỗi rồi, tại vì em không biết. Em trong lòng em nói sao em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Chị mà quảng cáo như vậy tôi lấy đâu ra hàng bán kịp hả chị? Trời đất ơi, quảng cáo cái gì mà hay dữ vậy trời? Với một cái nấm ti như một cái trái cây khó như vậy mà chị làm được, chị tuyệt vời quá chị ơi. Không, em chỉ nói cuộc đời em thôi. Không, anh không phải nói là hai người quá tuyệt vời trong cái khâu bán hàng. Ồ, vậy à? Miệng thì rất là lanh lợi, thông minh và sáng tạo. Chúc mừng anh chị đã bước qua được vòng bứt phá. Trời ơi, ngay bây giờ vậy là hai chị em mình đậu hết hả? Yeah, I say bé. Chị say bà. Bé bà, bé bà, bé bà. Xin mời bé và ba cùng nhau bước vào vòng đối đầu. Đối đầu, bé ba. Ủa, đối đầu là sao anh? Là hai người thành đối thủ của nhau đó. Hả? Trời ơi, không có được. Trời ơi, chị không được anh ơi. Sao không được? Trời ơi, chị em tụi em thương nhau lắm. Ủa mà mắc cười quá, bây giờ có thương nhau thì thương, chứ bây giờ công ty tôi chỉ nhận một người thôi. Thôi nhận hai người đi anh. Sao tiền đâu mà trả? Hả? Không có thì bây giờ mình bớt lại chút cũng được, chứ còn chị em tụi em là không như là có phải xa tiến, nhau phải, được phải... Nói tóm lại, nếu như hai người không đồng ý thì mời đi ra về, tôi chỉ nhận một người thôi. Ô, anh ơi, anh ơi. Dạ. Trời nhiều... ơi, anh không có nghe ông bà mình nói sao? Nói sao? Nhiều điều phụ lấy giá gương, chị em chung sống là phải thương nhau cùng. Em nói vậy đúng không chị? Đúng rồi. Đó, chị ngã là em phải nâng, đúng không chị? Nâng. Còn em ngã đó thì xô luôn. Chị xin em, chị hơi mạnh tay. Chị đừng phải nha. Em diễn quá, chị xô nhẹ em lại em té dữ vậy. Thì cố tình chị để em lòi cái mặt ra, rớt cái tóc giả em xuống à. Thôi, đây, em hãy nhìn chị đi. Hãy nhận nơi đây là một lại, chị lại em. Em không dám. Không, chị...
chị năn nỉ em mà chị... nhường cái job lại cho chị đi. Em thấy đời chị không? Khổ đau vô cùng. Em thấy đời chị không? Từ trái strawberry thành một trái nho khô. Trời đất ơi, còn cái gì nữa? Đời còn cái gì nữa? Em thử tưởng tượng coi. Em tưởng tượng cho con người nó cũng trời, nho khô nó kinh khủng lắm. Em ơi, thôi thương giùm chị. Em nói, em có nhà house, big house. Còn trong khi chị đi share phòng. Trời, em coi như rảnh rang không ai còn. Chị phải nách một đứa, sáu đứa con. Chị không có chồng, còn em có quá nhiều chồng. Cái vụ vậy? Đợi cái vụ đó là tôi bị ép chứ bộ. Cái số nó bắt phải như vậy. Thì thôi, số như vậy á thì em nhường chị luôn đi. Để cái job này cho chị đi mà. Chị ơi, chị đừng có lại em ba lại. Để em lại chị ba chục lại lại nè. Ủa sao vậy? Trời ơi, chị nghĩ sao chị có con. Chả sao chị ham đẻ nhiều. Chị ham ham tiền trai support. Đây nè, đâu có ham đẻ nhiều. Tại cái này. Đây nè, một lần nữa. Đó, Fukudon. Đó, tại cái này đó. Cái gì? Hả? Nói nghe. Ha, rồi giờ chị được hưởng EDD trong cái tôi có đồng xu nào đó. Em ơi, em có đọc báo chí không? EDD cắt rồi, đang cãi lộn, hiểu không? Tôi nhìn không biết bao giờ mới có, trước bầu cử sau bầu cử không hề biết em ơi. Vẫn đang chờ dài cổ ra chờ em ơi. Khỏi cần ảnh chọn. Thì tránh nha. Trời. Anh, em nói anh nghe. Gì? Dạ. Em xin lỗi anh. Dạ. Em xin lỗi em đứng. Anh, I'm ready. I'm ready cho phòng đối đầu. Ok. Mình bán cái gì anh? Dòng đối đầu là một dòng thì vô cùng căng thẳng, bởi vì anh chị sẽ bán một món đồ mà vô cùng quý giá tại công ty của chúng tôi. Em không biết là em có căng thẳng không chứ em thấy anh rất căng thẳng. Tại vì từ cái lúc mà anh ready nó vô mặt. Trời ơi, hồi nãy giờ vô phỏng vấn mà sao hình như râu anh mọc đậm hơn á. Râu đậm như vậy giờ mới nhìn thấy kỹ nha. Nãy giờ lo quá chị ơi. Thôi bây giờ về đi. Dạ. Để giờ cho công bằng. Hai anh chị sẽ phải thi nhau, ai bán được nhiều sản phẩm hơn thì người đó sẽ được nhận vào công ty của chúng tôi. Dạ, nhưng mà sản phẩm gì coi em lo quá. Bây giờ là sao? Ý của anh nói là bây giờ mình livestream mình bán hàng thiệt đúng không anh? Chính xác. Hả? Bây giờ mình sẽ được trực tiếp đối diện với hàng triệu khán giả thật ở trên mạng. Trời ơi, tức là livestream thiệt cả. Đi ra, bà trời. Đừng có nhào nhào với con người trời. Của tôi. Bán hàng thiệt, trời. Bà làm gì có kinh nghiệm, chỉ có tôi thôi. Cái thế giới này em sẽ là của anh. Ra đi. À, dạ, em xin lỗi. Dạ. Đi qua bên kia. Sản phẩm tôi để sẵn ở dưới rồi đó. Ủa, vậy hai thầy thấy anh cầm cái đó qua em tưởng đâu là... Cái này là để set up chuẩn bị lên mạng, hiểu không? À. Cái vi tính này là kết nối với màn hình tinh thể lỏng kia. Ồ, tức là bây giờ livestream thiệt á hả? Livestream thiệt, tập trung vô. Là có nghĩa là mọi người ơi thiệt á hả? Yes! Nửa văn nữa, càng nói càng văn, dễ sợ thiệt á. Cái con virus là nó floating đó nha, trời ơi nó kinh khủng quá. Rồi, bây giờ anh đang lên chưa? Đi vô đứng sẵn đi chờ tôi set up nè. Mình bây giờ mình bán cái gì anh? Mình bán ti hả anh? Không, cái ti là ok rồi. Bây giờ xong rồi dẹp, bây giờ mình bán xuống. Mình bán anh hả? Bán thân hả? Bảy à? Dạ. Nè, ở dưới đó có cái hộp sản phẩm đó, lấy lên giùm mình. Lấy cái này hả? Ừ đúng rồi, cái máy bơm sữa đó. Máy bơm sữa hả anh? À. trời ơi tóc tím mà nó không có kinh nghiệm. Em có kinh nghiệm anh, em có kinh nghiệm. Trời ơi, em là bơm đầy đủ. Trời, bao nhiêu năm trời chỉ có bơm và bơm thôi anh ơi. Trời đất ơi, ở nhà cũng bơm, đi làm cũng bơm, cất vô tủ lạnh quá trời quá đất luôn á. Dạ. Lily, dạ. Mình là mình bán, mình phải nói về cái kinh nghiệm bán hàng chứ không phải mình nói về kinh nghiệm đẻ đái ở đây, hiểu không? Mình bán về kinh nghiệm, kinh nghiệm bán hàng là mình nói gì? Nói kinh nghiệm. Trời ơi, nhưng mà cái gì cũng có kinh nghiệm, có kinh qua kinh nghiệm thì là mới tốt hơn thôi. Đây, bây giờ anh on lên đi. Bán. Thì bây giờ bước vô đi nè. Dạ, em rồi. 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 Livestream on air. 3, 2, 1. Bắt đầu. Hi, mọi người ơi, mọi người ơi, vô đây nè. Dạ, vô đây với Maika, vô đây với Maika. Ừ, Maika năm nay 21 tuổi. Trẻ quá hả? Dạ, thank you. 50 cũng 21. 21 tuổi, dạ. Số đo 3 dòng 90, 60, 60. Trời ơi, cái gì vậy? 90, 60 và người đang dày vuông xuống dày hả trời? Dạ, dạ, tại vì dạ. À, chào Việt Nam, chào, ôi chào Lâm Đồng, chào Nha Trang, chào Ón, chào everybody. Dạ, dạ, đúng rồi. Trời ơi, nhiều người thả tim quá. Trời ơi, mới có chào thôi. Dạ, em mới chào thôi mà mọi người gần. Trời ơi, quăng tim quá trời luôn. Vậy đó, em thích quá à. Sao, à, răng trắng quá hả? Dạ, em biết. Dạ. Trời ơi, có comment nữa, trời ơi, nó nút ruồi dễ thương, giống chí tài. À, bỏ nha, dạ, nút ruồi này là nút ruồi duyên, dạ. Còn cái kia là con dê chó. Mình phải phân biệt được cái nào là nút ruồi duyên, cái nào là con chó nha. Đứa nào chơi thả phẫn nộ vậy, hả? Nè, nè, bớt đi nha. Nè, chị ăn hết cuốn nội mày để lại hay sao mày tự nhiên mày thả phẫn nộ chậm. Lắc nó luôn rồi. Dạ, dạ, rồi mình bán hàng đi nè. Dạ, vui vẻ, không quạo.
Dạ, dạ, cả nhà ơi, dạ, mọi người ơi, các mẹ ơi, các anh ơi, dạ, nói chung là, dạ, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, gái có con thì chỗ nhỏ, chỗ to, dạ, muốn cho to nhỏ đều nhau mua cái máy bơm sữa, dạ, hai bên to đều, dạ. Trời ơi, mọi người thích quá, mọi người thả tim cười, trời ơi, thích quá, yes, thank you, thank you. Dạ, comment cứ nói đi, dạ, để em trả lời hết cho. Trời em, để em đặt comment, cho em đặt comment nha. Dạ, trời ơi, dạ, chị Tuyết Minh, chị hỏi em gì à? Dạ, cái máy bơm sữa này có gì đặc biệt không chị? Dạ, cái máy bơm sữa này rất đặc biệt chị Tuyết Minh ơi. Dạ, NASA đã chứng minh rồi. Dạ, cái máy bơm sữa này coi như là nó đặc biệt một cái là coi như là nó có thể scan được lực bóp bằng tay của ba đứa bé. Dạ, scan vô trong đây và nó để trong bộ nhớ. Khi nào người mẹ cần bơm sữa ra thì nó sẽ trả ra từ cái bộ nhớ để nó đưa ra cái lực đẩy đó mà bằng với cái lực bóp của bàn tay của ba đứa bé thì sao người mẹ sẽ cảm nhận được sự thân thiện của cái máy bóp này là bàn tay của ba đứa bé và sao thì cái dòng sữa mẹ nó sẽ tuôn ra như xối xả như dòng thác vậy đó. Dạ, dạ vậy chị thích không? Dạ thích quá, trời chị thích, thích vậy mình order liền đi chị. À, chị chưa muốn có con. À, dạ chưa muốn có con nhưng mà mình có thể mua để dành. Dạ khi nào chị, trời ơi, dạ dạ khi nào chị muốn có con chị mới mua. Dạ dạ cảm ơn chị Tuyết Minh. Dạ có người khác thả tim nữa. Dạ dạ chị Vi hỏi gì? Dạ dạ cái này là 100 đồng nha, luôn thuế. Dạ free shipping nha. Dạ dạ free shipping luôn. Dạ đúng rồi. Dạ con chị lớn rồi chị không cần. À, hỏi cho đứa em. Dạ không sao, trời ơi, dạ vui vẻ không quạo mình buôn bán mà. Dạ khi nào, dạ khi nào mà chị cần thì chị cứ nhắn em nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ dạ cộng đồng vẫn, dạ mọi người vẫn thả tim cho em đi à. Dạ dạ cảm ơn. Thôi nghỉ đi chút xíu. Hết giờ. Dạ trời ơi, bán hàng như vậy là chết tôi rồi. Nãy giờ nói không à, chỉ kéo được cái lượt view à, không có bán được hàng gì hết. Cho em không có bán được cái nào hết ha. Tại vì không bán được cái nào hết là chết tôi rồi. Em nhiều lắm, cho em chút xíu nữa, em nói chút xíu nữa. Thấy thôi, chưa? Trời ơi, thả coi như like là một chuyện mà mua là một chuyện khác đúng không? Đúng. Dạ. Rồi bây giờ anh làm ơn đi xuống giùm đi cho bà chị này lên đi. Trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên nói em rung mà. Cho em chút xíu nữa đi. Thôi được rồi, đủ rồi. Trời ơi không tôi. Nhiều cái micro bây giờ đó, trời ơi nói nhiều quá. Bây giờ tới em. Cái gì vậy? Trời ơi, sản phẩm của mình là phải nâng niu. Nói như vậy mà tôi còn chưa bán được cái nào. Bà lên đó đi, bà lên đó đi. Vừa để cái nhan sắc của bà. Được, bà thả một cái tim thôi con bà. Anh ơi, không mấy mình không like được không? Và làm giống hồi nãy được không? Chứ đừng có like được không anh? Làm sao? Đừng có like vờ được không? Chứ em rung quá, tại này nào giờ em chưa bao giờ. Không được, đây là thi đấu đàng hoàng. Bây giờ chị có muốn vô làm công việc này không? Tức là chị chọn một thôi không không anh? Một thôi, only one. Dạ, lần này là đừng debate cuối cùng thôi không anh? Dạ, rồi. Trời bởi vì ăn không rảnh ở rỗi suốt ngày coi chính trị. Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi, lần này đi bếp hòa bình, lần cuối là đi bếp, lần trước gây lộn cho lần này hòa bình. Được dạ. Rồi. Mỗi người một phong cách khác nhau. Dạ đúng rồi, phong cách khác nhau. 3 2 1 dạ. Bắt đầu. Em chào tất cả các chị em phụ nữ. Trước tiên thì em xin có một cái điều như thế này nè. Hồi nãy á, có những cái á, khi mình kinh nghiệm mình nói ra là chị em phụ nữ tin để chị em phụ nữ mua mặt hàng. Giống như cái máy bơm sữa này đây. Hồi nãy cái em trai áo cam nói là cái máy này có thể đo được cái độ bóp của người cha. Đó, để cho nó tạo thoải mái. Nhưng mà em xin thưa thực tế là thế này. Trước khi sanh á, thì còn có độ bóp của người cha. Nhưng sau khi sanh rồi, cha nó không thèm bóp thì để đâu mà đo được độ bóp. Dạ. Đó là thực tế. Dạ, nó rất là đau lòng. Dạ đây, em xin trở về cuộc đời của em. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Dạ, dạ. Dạ, hát là phải hát hay chứ còn hát như mẹ. Trời ơi kìa, trời có ai thả tim đâu. Đó. Trời ơi, khóc không mà lên 500 like. Bao nhiêu like rồi anh? 700. Dạ em rú lên nữa bây giờ. Có xạo có thể không vậy trời. Mẹ. Trời ơi em nói thiệt, cái cuộc đời của em á, nó chuyên chuyên lắm. Coi như là hồi nãy tại sao em hát cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bởi vì nó liên quan tới bầu sữa.
Người mẹ giống như biển Thái Bình cũng như là biển sữa đó. Khi mà mình 20 tuổi, bầu sữa của mình nó lai láng như là biển trời, nó nhiều lắm. Ao 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 để cho con bú. Mình không cần tới máy bơm sữa này, bỏ qua một bên. Nhưng khi mình 30 tuổi, cái biển cả nó biến thành dòng suối róc rách, nó nhỏ hơn chút xíu, nhưng nó vẫn ao 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 ao. Và mình vẫn chưa cần cái này. Ủa cái gì nó hít dữ vậy? Để đây thôi. Chờ từ từ, từ dòng suối, bốn mình tự mình bị dày vò, mình bị đau cổ, tất cả mọi cái nó biến thành từ từ nhỏ dần, giống như khe róc rách chút chút thôi. Thì bắt đầu chúng ta cần thì cái máy bơm sữa này để bơm vô. Và cuối cùng khi chúng ta quá đau cổ rồi thì dòng sữa của chúng ta chỉ còn là giống như là cái romine mà vặn nước nhỏ, nó kêu tưng 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 như đó. Cho nên chúng ta lại càng cần cái máy bơm sữa này hơn. Trời ơi đau khổ, em nói em đau khổ đó. Tại vì khi mà nói cái máy bơm sữa này, em mới nhớ đến một kỷ niệm ngày xưa. Một kỷ niệm ngày xưa kinh khủng lắm. Anh ơi, 3 phút chưa anh? Không, câu chuyện đang hấp dẫn lượt like đấy. Nhưng mà mình thi đấu có 3 phút. Em đây. Dạ anh ơi. Dạ không. Không. Dạ em la thằng áo cam chứ em đâu có la dám la khách hàng mua hàng đâu. Để em nói tiếp. Là em nhớ tới ngày xưa. Ngày xưa em nhớ nó lâu lắm rồi. Em nhớ là lúc đó con em còn đỏ hỏn, em bế trên tay. Trong một đêm mưa gió bão bùng. Ê, chị, trời ơi, tôi đang quảng cáo thôi, nhưng mà si con đi đái ở đây, chi vậy trời? Cái gì vậy không? Không chị... Làm special effect, mưa gió bão bùng rồi đang gió, mưa shhh nè. Mưa gió bão bùng mà shhh. Vậy là special effect hả? À, trời ơi, làm được luôn hả? Bùm! Cái gì vậy? Xét đánh á. Mưa gió bão bùng phải có xét chứ đúng không? Cái này anh special anh có duyên effect. Quá, anh có duyên quá. Trời ơi, cái này tôi phản đối. Để người ta bán tiếp đi được. Không, hơn 3 phút rồi. Không, từ từ đi chút xíu, em nói lẹ lắm. Rồi, nhanh đi, nhanh tay đi. Tay con ôm nó hộp tay như thế này mà em coi như là lúc đó là cái nhỏ nó chỉ là cái romine chút xíu, cho nên em phải bơm sữa một tay như thế này. Thì lúc đó em hay tin là chồng em nó đã đi theo người khác. Em tức, em biết làm gì bây giờ. Trời ơi, thế là em đặt con em xuống cho nó ngủ ngoài. Em vô tình thôi, em cầm cái máy bơm sữa em rượt theo nó. Trời ơi, em không biết làm gì bây giờ. Nhưng mà người ta nói phụ nữ ra ngoài đường đánh son chứ không đánh ghen. Em không đánh ghen, em chỉ đè nó xuống ra. Em lấy cái này, em dắt sữa nó. Mà quý vị nghĩ coi, đàn ông không có tiếng sữa. Đàn ông không có tiếng sữa mà dắt làm sao ra 8 ao sữa cho con em bú thì cho nó chết nó luôn. Cho nên cái này rất nhiều công dụng. Bơm sữa là một, vậy đây là vũ khí quánh ghen mà không để lại dấu tích. À. Tôi yêu cầu à, anh, tôi yêu cầu anh tắt livestream liền cho tôi. Chị anh, Thủy Hương liền livestream cho tôi. Kiều Kiều bán hàng chị Thủy Hương. Trời ơi, con chị lớn rồi mà chị vẫn mua được ủng hộ hả? Bả xào đó, cái câu chuyện này tôi người biết. Người ta đang mua kìa. Không, cái câu chuyện này tôi ở với chị bao nhiêu năm tôi biết. Chị đặt chuyện ra để chị bán, chị lương gạt khán giả là một người không tốt. Ủa? Chứ làm sao? Cái câu chuyện là phải có đặt ra, có đầu có đuôi này kia nọ, có phải viết để cho người ta có hấp dẫn người ta mới bán hàng được chứ. Chứ ở đâu ra mà lấy cái này mà dắt được sữa hả? Tôi nói cho anh nghe. Tôi nè, anh ơi, em nói cho anh nghe. Đây là cái gì? Mình công ty tập đúng. Đoàn mình là bán đồ cho trẻ em. Đúng không? Bán đồ cho trẻ em mà tại sao anh có thể để một cái người phụ nữ mà tôi nói vũ phu như vậy? Hả? Vũ phu? Lấy cái này mà đập vô trong mặt của thằng chồng rồi dắt sữa của thằng chồng ra. Hả? Chị là bà không? Nói sao bà? Chị có dắt sữa thôi chứ có làm gì đâu, không có đánh đập, chị có dắt sữa thôi. Chị nói mà lắm. Nó cũng chết bà nó rồi. Chị nói lắm. Chị nói là đàn ông không có sữa. Nếu không có sữa thì tại sao nó có sữa ông thọ? Trời đất ơi, đó. Câu chuyện của hai người tuyệt vời, cải tiếp đi. Không, tôi nói cho anh. Bây giờ tôi nói cho anh. Bây giờ, trở mặt đi. Cái buôn bán của anh, tôi để qua một bên, nhưng mà giờ tôi nói chị nghe. Cái gì? Bây giờ chị nói đi. Chị nói cái gì? Tôi nói cho bây giờ. Bây giờ nhà của chị ở tôi lo cho chị bao nhiêu năm nay, đúng không? Tôi cũng nợ. Nín ngay. Mày nói mày lo cho tao hả? Dù nó dù lo cho mi hả? Trời ơi, bình thường cái phòng á, xe 700 đồng á, nó đặt nhà tôi mấy mẹ con tôi 1.000 đồng, mắc hơn 300 mà nó lo cái gì? Anh nghĩ đi, người ta đó là coi như là cái một người ở, người ta mới 700, còn hả, bà một bà với 6 đứa con ở, đưa tôi bao nhiêu tiền, tôi nói hả một ngày đi tắm 10 lần, tôi nằm ghế một bên là trời ơi, tôi lét thôi mà tôi nói giật nước. Cái gì đâu, con người suốt ngày nằm nghe đếm giật cầu làm sao? Có ra gì đâu? Tôi lo cho chị biết bao nhiêu bây giờ, đi đồng tiền này. Hãy lớn lên, trời ơi, chưa bao giờ công ty tập đoàn của chúng tôi đạt tới cột mốc 1 triệu view. Trời đất ơi, 100.000 like, 100.000 chia vậy? Sẻ, trời. Ủa, đất ơi. Ủa, cái chuyện gì? Anh, nãy em kêu anh tắt livestream rồi, tại sao anh vậy? Ngu anh sao cắt? Cái gì? Cái gì? Ngu sao cắt livestream? Hai người không biết đâu, tôi là một chuyên gia. Để mình sống sót, để mình sinh tồn trong cái ngành livestream này, chúng ta phải lôi càng nhiều những câu chuyện drama ra. Càng cãi lộn càng nhiều, người ta càng thích, người ta càng chia sẻ, người ta càng like, công ty tôi bán được hàng. Tuyệt vời. Trời ơi, cả nhà ơi, tụi em bị gạt rồi. Chúng em thương nhau lắm, hai đứa hiền lắm không? Không biết.
Dạ rồi. Trả thù. Dòng bứt phá đã qua. Đúng. Bây giờ, bây giờ chúng ta phải đi đến vòng chung kết. Bé ba. Nè, nè, làm gì đó? Nói cho anh biết gì đó. Anh làm ăn lương liệu hả? Quay nói anh biết gì. Trời ơi, nó vẫn đẹp chứ. Tối em ơi, trời ơi, đẹp cái gì nữa. Rồi, bác sĩ dắt hay rồi đó. Đưa chồng chứ. Về chị. Trời ơi, em chọn chúng quá. Nè, nè. Trời ơi, không lẽ công ty của tôi hoài chỉ còn một thành viên sao? Đời à, Facebook phải đâu trâu bò mà ngồi like hoài. Mà không like nó đâu có vui nên phải like. Tình hình new feed chúng ta phải cập nhật đêm ngày nào. Đưa máy lên chúng ta cùng à, like. Thiệt là buồn. Để ngày hôm nay coi coi new feed nó đăng cái gì. Diệt Hương hoài tâm hùng như bán bún mắm. Minh Tuyết mở tiệm bò bít tết. Sao ca sĩ dạo này chuyển qua ăn uống hết trơn vậy trời. Nguyệt thiệt. Ơi Nguyệt. Nguyệt ơi. Ai? Ai kêu tôi đó? Mặt chó tôi đây. Ai vậy? Nguyệt. Thầy Minh đó hả? Đúng rồi. Nên không có khóc như vậy nha. Tôi xúc động quá. Dạ mời thầy vào. Merci beaucoup madame. Nói gì vậy? Mới đi Paris về. À vậy hả? Ừ, vậy thôi anh sọt ti vô đi. You should do. Hả? À, lộn, you sit down. À, thank you. Ờ, dạo này được cái nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không ha. À, thầy uống gì? Nói đi để tôi pha. Nguyệt ơi, gặp em rồi. Anh không có khác cái gì hết Nguyệt à. Anh không có đói bụng nữa. Tôi không có hỏi thầy ăn hay không mà đói hay không nha. Tôi hỏi là uống cái gì thôi, hỏi cái gì trả lời có đó giùm tôi cái, đừng có màu mè giùm cái đi. Nha, bao nhiêu năm tình nghĩa, bây giờ khách đến nhà không trà cũng nước, nói đi để tôi pha nè. Cho anh cái cappuccino. Thấy nấu dịch không? Biểu uống thì không uống, mà uống cái đầu cái thứ nghiệt không hả? Tôi nói cho thầy nghe, ở đây là tể xá tư gia, chứ không phải tụ điểm quán bar mà có cappuccino. Ở đây là vùng quê, nên chỉ có cà na với cà pháo thôi. Cho anh một ly cà chua. Vậy đi đồ cà chớn. Hả? Nguyệt, tại sao em nói anh như vậy chứ? Nói cái gì? Hồi đó thầy, thầy làm tôi có chữa rồi thầy bỏ tôi đi, thầy có nói vậy không? Bao nhiêu năm trời, một thân tôi, một mình thân tôi vất vưởng giữa chợ đời. Rồi tôi đưa con cho thầy nuôi, rồi tôi có nói gì thầy hay không? Rồi bữa nay thầy qua mà cái gì thì cũng hạch sách tôi vậy. Hả thầy? Nguyệt, anh hối hận. Đừng có kêu tôi cái tiếng thầy. Tôi nghe nó như thế nào, nó khó chịu làm sao á. Mà nó sư phạm nữa. Hả? Gọi tiếng thầy thì nói là sư phạm, không lẽ chuyển qua thằng cho nó đỡ xúc phạm nè. Bây giờ nè,
gọi thầy tiếng thầy thì thầy nói khó chịu, vậy còn tiếng ngọt ngào êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết sao thầy không chịu nói ra. Trời ơi, Nguyệt ơi, anh cúi đầu chờ em cào. Cái gì vậy? Ê, quên. Cái gì vậy? Quên. Anh xin cúi đầu chờ ân huệ em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em biết bao nhiêu lần đần, suốt cuộc đời duyên phận dở dang. Nghe đâu đây có mùi lương tâm cắn rứt. Thầy à, thôi thì bây giờ tôi không gọi thầy bằng thầy nữa, vậy sẽ gọi bằng gì đây? Bằng mình, ba thần tâm, hay chỉ bằng hai tiếng baby cho phong cách? Ho à. Mình, ba của thần tâm. Trời ơi, nếu kêu được cái tiếng mình thì có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nên Nguyệt ơi, kể từ đây hai chúng ta âu yếm, gọi nhau đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng. Nguyệt ơi, tuy chúng ta không đường hoàng lễ giáo, nhưng nghĩa vợ chồng âu yếm có nhau. Người ta không tin, nhưng chúng ta không bao giờ vượt qua khỏi cửa của gia đình. Nguyệt ơi, kể từ đây chúng ta nối lại mối tình xưa gian dở. Nếu như theo mối tình này thì có một người phụ nữ phải khổ đau là tôi, nhưng để chiều theo ý của thầy thì thêm một con bánh bèo vợ thầy ở nhà nó sẽ đau khổ. Thôi thì như vậy đi để trọn vẹn nè. Anh cứ để cho tôi cam bề với chiếc tình yêu thuở ban đầu như nước chảy qua. Cầu vừa gặp thì đã xa tình yêu của chúng ta, thôi đành chịu xót xa để cho con khôn lớn. Người vậy cho tròn bổn phận của anh, tiếc làm gì hoa vàng trên cỏ xanh. Anh ở đây, anh là bà của thằng Minh đang đứng nói chuyện với con mẹ. Cái gì? Mẹ của thằng Minh. Mẹ thằng Tâm. Mẹ của thằng Tâm. Trời ơi, thằng Minh là thằng này nè. Tôi, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho con trong ngày lễ thành Minh à. Em không còn mặt mũi gì để gặp con mà nghĩ đến chuyện nâng ly. Chỉ có một chút quà mọn gửi đến cho con vào cái ngày lễ thành hôn thôi. Quà đâu? Đưa quà anh coi. Đưa quà cho anh coi. Quà của con với bộ của anh sao mà anh làm tí tôm tướp hả? Nhưng mà anh mừng. Đứa nào quà, đứa nào đứa đó mừng, nó làm chứ ghê vậy. Đưa đây, đưa quà anh. Thì từ từ ta lấy ra. Đây. Kỷ vật ngày xưa.
mặt gối theo còn gian dở. Trời ơi, em ơi, đẹp quá. Em theo đẹp quá. Cái gì trong mẹ? Em theo cái gì? Thầy vẫn xí mứng như năm nào. Em theo mối tình của tụi mình đó. Hai con vật tượng trưng cho tình cảm của tụi mình đó. Hai con chim hả? Không, ngày xưa người ta theo chim, còn em theo con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Không, anh thích con chim em kìa. Cái gì vậy? Không phải. Cái gì vậy? Không. Thích cái gì nghiệt ngã vậy? Anh thích em theo con chim cơ. Giờ này còn thích con chim hả? Tại vì hồi xưa có theo con chim mà theo cái nét nó lợt quá, mất cái mỏ con chim, nó theo rộng nó thành con bướm. Thôi kệ đi. Tưởng anh... tượng đại con chim đi. Ừ, anh cứ tưởng tượng là con chim của em, thích quá. Cái gì vậy? Không, em theo. Rồi, thầy vẫn xàm như năm nào thầy à. Muốn tôi quay trở về với thầy chứ gì? Muốn tôi quay lại mối tình xưa chứ gì? Không, không còn được nữa đâu thầy à. Nguyệt ơi. Thôi, đừng nói nữa. Bởi vì gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chân trên đời. Quãng đường xa còn gầy gò thăm thăm xa vời, thằng Tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chờ đời sông ảo câu lai. Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của truyền thông Facebook. Vậy thì chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng mua lại rì bọt phũ phàng. Nguyệt ơi, anh lo cho con tất cả, nó ăn học rất là thành tài, nó rất là có hiếu. Nhưng mà nó chỉ thiếu có một điều là... Thiếu cái gì vậy? Mẹ ruột của nó. Phạt, hả? Phạt. Gì vậy Nguyệt? Ruột em đứt từng đoạn nè Minh. Trời ơi. Minh ơi, nhưng theo em như vậy cũng chưa là đủ. Mà thương con là mình phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để cho nó đi vào vết cũ lối mòn của hai chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp cặn bã rong rêu ao tù, phải chấp cánh cho ước mơ của nó bay xa. Cho nó hiểu mình lùng nguyệt cao, ăn ở tào lao mới đẻ ra nó bị khùng. Dạy cho nó biết lướt web, lướt mạng online, check in hàng ngày để tránh xa mấy con hot girl trên Facebook. Cho nó được sáng dạ sáng lòng, phân biệt thế nào là status với comment. Em giỏi quá, em thông minh quá Nguyệt à. Nói chung Nguyệt năm nay đã khác xưa rất nhiều. Không thôi người ta nói mình lạc hậu. Nguyệt. Gì anh? Nguyệt ơi. Sao? Anh đem thằng Tâm tới đây. Cái gì? Cho thằng Tâm nó được gặp em Nguyệt. Bữa nay thằng Tâm nó có mặt ở đây hả? Thằng Tâm nó có mặt ở đây. Anh đặt tên cho nó là cái gì Tâm vậy? Anh đặt cho nó là Hoài Tâm. Rồi. Xong luôn. Sao vậy? Hư luôn cái mỏ thằng nhỏ rồi. Ủa sao vậy? Bao nhiêu tên đẹp không đặt, đặt Hoài Tâm. Nguyên một cái bô sa này, ai không biết thằng Hoài Tâm. Cái hàm dưới nó ở Cali mà cái hàm trên nó ở New York. Xong rồi. Nguyệt. Cái thằng con tôi là nó không thể nào giờ không ăn cơm không được, chỉ có cạp bắp thôi. Không. Cái gì? Nguyệt ơi. Sao? Con của mình răng nó hơn. Răng hơn nữa. Cái vô cái ra cũng đỡ lắm. Trời ơi, rồi nó hung ai chắc chết nhỏ. Anh kêu nó vô. Kêu nó vô giùm anh. Tâm à. Tâm. Dạ. Vô đây con.
Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Đâu đâu? Cái gì? Má 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 con đâu? Má má con đâu? Chỉ con hốt hốt má con về liền thôi. Ơi. Rồi. Má con đâu? Đâu? Thằng mày. Ủa má con đâu? Hả? Từ từ đó. Má con kìa. Hả? Năng niệm má con đi con. Tâm. Má 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 con hả? Tâm. Tâm má. Tâm. 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 Má. Tâm. Ê, tao chống mặt Tâm. Nha. Má bị rối loạn tiền đình con. Đó, vậy hả? Đừng có chạy quá, má má dí không kịp. Ủa nãy giờ con mình má chạy mà. Má đứng yên ở đây nè. Đến với má. Đến với má đi Tâm. Má. Con. Má. Má. Con ơi. Dạ. Sao má chào đầu thế này? Sao vậy má? Sao má mà chống mặt quá? Sao vậy? Má mệt phải không? Ơi Tâm, má bị thoát gì để đệm con? Sao mày đu má như thằng lằn đu cột dừa, một hầu rụng hai trái dừa, tao mày đền nha mày. Trời, con đâu có đu dừa. Má kêu con đến với má thì con đến. Đến cái gì mà đến kiểu nghiệt ngã hả? Thì con hơi nhiệt tình chút xíu thôi. Tâm. Dạ. Con đó hả? Dạ con đây. Anh ơi, anh nuôi con mình lớn quá. Ê. Anh ơi, nó xấu vậy. Trời ơi, nó giống anh như đúc vậy đó hai cha con. Cái mặt như hai con hà mã. Nguyệt. Cái gì? Tại sao em nói xấu anh như vậy chứ em? Thì anh có đẹp đâu. Ráng gọi má một tiếng má. Bao nhiêu năm qua má không có gặp con. Kêu má một tiếng cho má vui lòng đi Tâm. Gọi một tiếng má triều mến đi con. Hai, ba. Má. Ê sao giống nó chửi em vậy anh? Kêu lại con. Con à, con ơi, con đẩy cái là... hơi nhẹ nhẹ thôi. Con làm mạnh quá giống như con chửi má. Con làm nhẹ nè, hai ba nhẹ thôi. Má. Này giống chửi hơn nè, đó. Cái này là giống luôn nè, đó. Con. Đi ra. Bây giờ không nói má được thì nói chữ mẹ. Mẹ đi. Ừ. Kêu mẹ đi, mẹ. Nói chữ cho mẹ nó nhẹ nhàng mẹ. Hai ba. Mày. Đi về, đi. Đi về. Trời ơi con. Đi về. Đi về. Đâu má? Con kỳ quá. Không có lý do gì để nhận nhau nữa hết. Con phải nói cho nó nhẹ nhàng. Đây nè, nghe ba nè. Ba phải kêu con, đừng có làm cho mẹ con giận. Con phải kêu vậy nè. Mẹ. Đi về luôn. Đi luôn. Đi luôn. Thấy chưa? Thấy bên chưa? Này quẹo quẹo phải. Bữa đó. Trời ơi. Anh xin em. Anh xin em. Đứng không tới cái này nè. Trời. Cái gì đấy? Trời ơi. Trời ơi trời. Tại vì nó là con trai. Đấy. Còn anh là đàn ông. Nói nó mạnh dạn như vậy. Em tha thứ. Nói chuyện với mẹ. Nói đàng hoàng. Để con giải quyết cho ba. Cứ nói đàng hoàng với mẹ nè Tâm. Nói. Tâm. Nói đi con. Bây giờ phải kêu sao? Giờ má cũng không được, mẹ cũng không xong nữa. Thôi mày nói đại một cái tiếng nào để mẹ tự hiểu là mẹ được rồi. Thôi vậy giờ chuyển qua tiếng Anh con kêu luôn nha. Cũng được nữa. Ok. The mummy. Mummy là xác ướp ba ơi. Trời. Sao mày bày đặt nó mày kêu mom cho rồi đi. Rồi mommy mới là mẹ, còn mummy là xác ướp. À dạ dạ. Mày kêu một chữ mom là xong rồi. Ok. Mom. Mom là bạn thằng Hô. Hô là hoài, Tâm mớm là mày nè. Trời ơi trời. Kêu em á không... Cái gì em cũng bắt bẻ con được hết. Nó kêu sai làm sao mà nghe được. Cái gia đình này gặp nhau là nó gãy vỡ mà. Ta để cho mày gãy vỡ mày gãy vỡ mày. Ủa gì vậy trời. Ủa gì vậy. Quá quà tay thở cho nó gãy lộn cho ta này. Trời trời. Con kêu con vô đây để giải quyết công chuyện mà giờ giải quyết không xong à. Con năn nỉ má con đi. Để giờ con nói, bây giờ má nhịn cái cho con kêu một tiếng cho rồi đi cho xong nè. Ngồi xuống đây nói với má. Quỳ xuống. Dạ. Gần bên má. Dạ. Nói đi con. Mẹ. À. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau. Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu nhau con tim đậm sâu vậy mà mẹ vội vàng quên mau. Ủa sao giống không cảm xúc Hồ Quang Hiếu vậy? Dạ nó đó. Mày khùng hả, mày gặp mẹ mà mày không cảm xúc là sao mày? Cảm xúc vô.
con mượn cái bài hát để con nói lên cái lòng con. Nói lòng từ đáy lòng của con. Tại vì con thiệt, con không có cảm xúc thiệt. Nhỏ lớn có gần mẹ đâu có cảm xúc. Ráng tưởng tượng mẹ đi con. Mẹ là mẹ của con nè. Dạ, con xin lỗi mẹ. Tại vì nhỏ tới lớn con không được gần mẹ, cho nên con không biết mẹ là ai. Mẹ biết không? Hình bóng của mẹ trong tâm trí con, từ nhỏ tới giờ, con chỉ biết mẹ là một người phụ nữ mặc áo đầm trắng, tóc dài xõa mặt. Đêm đêm mẹ dập dìu vất da vất dưỡng len lỏi vào trong giấc mơ của con. Ủa sao nó diễn tả hồi tôi giống cô hồn vậy? Cái gì kỳ vậy? Nói cái gì vậy con? Mày diễn tả. Thấy sao nói vậy? Trời ơi mẹ nó mà nó tả hồi như phim ma vậy đó. Thôi được rồi, yên tâm, ba yên tâm. Để con nó không làm được mà. Để con lấy cảm xúc lại. Mẹ, mẹ ơi, mai lên chốn thành đô nhà xe. Cái làng nhà điện ở đâu vậy? Con lộn tuồng. Điên vừa nó thôi. Con vô lại. Mẹ, mẹ ơi, kể từ ngày mẹ cuốn gói theo trai. Hồi nào? Con lộn. Kể từ ngày mẹ bỏ ba con. Sai. Ủa sai nữa hả? Mà kể từ ngày ba con bỏ mẹ. Ở này đúng rồi nè. Mẹ biết là con của mẹ như một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời phiêu lãng. Nên xúc động. Có nhiều đêm thèm lắm một dòng sữa mẹ thơm ngon. Bởi vì sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cái đó là quảng cáo trên TV. Mà trong trường hợp này nó đúng, kể em đi. Ơi Tâm. Dạ. Mẹ không có cách gì mẹ cho con gì hết. Ngày hôm nay gặp mẹ lần đầu tiên, con muốn gì con nói đi để mẹ làm cho con. Tâm, cho con bú miếng hả? Chắc hư luôn cái bình sữa. Cái thằng này. Dạ. Cái đó để cho ba bú. Cái gì? Cái gì? Ba về dành với con không à? Sao ba bú được mà con bú không được? Con tại vì cái răng con vậy, con bú là nó dập trái cây của mẹ hết. Trời, cái trái cây của mẹ mắc mớ gì ba lo? Của mẹ là của ba. Ở đâu ra nè, tôi tát một cái là cái nọng còn mà cái càm cái răng cắm vô tường nghe chưa? Tự nhiên đâu ra trái cây tôi là của ông vậy? Thì của em à, anh dầm anh ăn hồi đó hết trơn rồi đó. Nói là cái cười ha, phải đó. Không có để con nói bây giờ hai cha con tới đây ngày hôm nay cái mục đích gì, cứ xào quay hoài tôi mệt quá. Bây giờ nè, để con nói luôn nè, vô vấn đề chính luôn nè. Mục đích đó là ba cảm thấy ba có lỗi rồi, thấy không? Biết lỗi ân hận lắm rồi đó, ở nhà không dám nói câu nào hết đó, qua đây cái mặt đó vẫn còn đó, giờ vẫn còn sệ, thấy không? Ở nhà sệ và riết mà thành cái nọng luôn đó. Đó mẹ mày hả? Mày qua mày nói cho ba chửi tao đi. Con đang nói đó. Đúng rồi, hối hận cái gì? Người ta hối hận người ta phải buồn. Tại sao càng ngày càng buồn anh càng mập ra vậy? Buồn là tại vì anh ăn giặt nhiều quá nó mập chứ sao nữa. Có đi bia ôm á, uống riết nó phải. Ê! Cái thằng này mày qua đây mày nói với mẹ mày nhiều cái quá. Không biết rồi, giờ để con nói luôn nè. Cái mục đích con qua đây là để con năn nỉ mẹ. Mẹ về với ba đi, mẹ tha lỗi hết cho ba đi để về. Có mẹ, có ba, có con, gia đình mình sum họp. Đúng rồi. Mẹ! Mẹ hay là mẹ của ngày hôm qua? Đừng bỏ mặt con một mình nơi đây. Dừng lại và xóa đi những ký ức xưa. Cái gì nữa vậy trời, nó qua tới Sơn Tùng nữa rồi trời. Dạ. Mày ú là cái gì? Ú là nói ông mập đó, ngồi xuống đi. Trời ơi cái... Con đang nói mà ba cứ chọt chọt như hoài. Bây giờ cái cuốn là mày muốn cái gì? Thì mẹ nghe con nói nè. Gì? Xin hãy là mẹ của ngày hôm qua, đừng bỏ mặt con một mình à nơi đây. Xóa nhòa gì dừng lại đi. Hai là mẹ của hôm qua đi mẹ à. Nguyệt. Muốn Nguyệt quay về sống với hai cha con đúng không? Đúng rồi. Con cần mẹ quay về đúng không Tâm? Dạ. Đúng không anh? Đúng rồi. Đúng không Nguyệt? No. Nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao đi bao nhiêu năm trời cho một mình tôi chịu khổ bao nhiêu năm nuôi con lớn gần này mà dạy cũng không có nên hết ha. Nhìn coi nó ra con người không? Ủa? Nhìn đi. Cái đầu y như là cái ghế người ta đem ngồi vậy đó. Trời. Nghe không? Rồi anh coi nó như vậy.
Rồi bữa nay ngày hôm nay anh có gia đình cho đã rồi bắt tôi quay về với anh. Nè, hồi xưa phụ nữ ngộ ghê vậy đó, cứ chờ đàn ông chờ cho khổ cho đau cho khổ. Chứ bây giờ khác rồi nha Minh nha. Ngày xưa cái bà kia bà là Tô Ánh Nguyệt, còn con này không phải Tô Ánh Nguyệt nha. Em là gì nha? Tôi không phải Tô Ánh Nguyệt mà là tôi là con Nguyệt bán cốc tay Tô. Nha, anh tới đó tôi không có chờ đợi gì trơn á nha. Chế đã có chồng ha. À, ok em... cái giữa trái cây mà chế đâu có sợ, tại sao chế phải đợi em cưng hả? Em ơi Nguyệt, em lấy ai? Bằng Kiều hả? Nha, trời ơi, chồng tôi là ca sĩ được chưa, ngon lành nghe chưa. Người phụ nữ á ha, ngày xưa là chờ đợi đàn ông, chờ đợi một cách mù quáng, khổ quá vậy mấy chị, đúng không? Trong khi chị em mình đẹp mà, đúng không mấy chị? Đúng không? Mà người ta nói cái gì? Người ta nói là đẹp có quyền. Thành thử ra đó, ngày xưa chờ đợi, còn bây giờ không có chờ đợi nữa nha. Nói thẳng vô mặt của Minh luôn là bây giờ Nguyệt không thể quay về với Minh đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì giờ em đã là vợ người ta, áo cưới cô dâu cầm qua, giờ anh bước đi như hồn ma, buồn thay la la la. Paris by Night 135 từ Công Phụng trên Ngọn Tình Sầu được bảo trợ bởi Tập đoàn Tân Hiệp Pháp, D&D Gel, Lexor, Dr. Sam và Mabby. Mà cái sofa khổng lồ như vậy, trái nhà rồi sao ra hẻm được biết nữa. Có ai ở nhà không? Ai nói chuyện xui xẻo dữ vậy trời? Hi everybody. Chào nữ. Cái gì? Cho cô gặp người lớn được không? Cái mặt tôi già nhất nhà này rồi đó. Ủa già hả? Sao thấy làm như 12, 13 tuổi mà. Nhìn kỹ giùm cái. Ờ ha. Nhìn xa xa tưởng là học trò middle school, nhìn gần là biết middle age rồi. Nhiều. Ủa rồi tới coi bói hay là coi mắt tôi mà hỏi nhan sắc tôi dữ vậy? Khoan khoan, nhưng mà xin lỗi à, thì như vậy là cái người tôi này... là cậu Tơ nè. Ô, cậu Tơ. Thôi trời ơi, bạn bè tôi nói là cậu là coi bói linh thiêng lắm. Đây nè, hôm nay tôi muốn vô tôi hỏi. Nữ im đi, nhìn mặt nữ thôi là biết nữ tới đây kiếm cậu coi cái gì rồi đó. Ủa, biết liền vậy đó hả? Mở cây quạt này ra nghe. Nhìn mặt nữ là biết tới coi tình duyên hay là gia đạo. À, coi gia đạo phải không? Đúng nhận sai từ từ cãi cậu nghe. Ủa im re vậy? Tại cậu nói sai là từ từ cãi, bây giờ cãi nè. Không phải là coi gia đạo. Ủa chứ coi cái gì? Coi tình duyên. Thí dụ coi tình duyên xong hợp ý ưng bụng có cưới ta làm vợ chồng không? Nhào vô lấy liền. Là gia đạo rồi đó. Cãi cậu không hà. Thôi, cậu nói hay quá. Nhưng mà khoan khoan, cậu trước khi coi đó, cậu cho tôi hỏi cái này chút xíu nha. Cậu ơi, tôi thấy đi từ hẻm vô đây thấy cái chỗ này nó quen ghê gớm lắm. Ừ. Có phải ngày xưa ở cái chỗ này là cái trường học cũ không? Đúng rồi, ngay cái góc này xưa là trường làng đó. Ồ. Học sinh học đông lắm. Vậy hả? Sau này giải tỏa, nhà dân mới mọc lên. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Đây nè cậu, cậu tôi cho đây nè, đây nè, cậu biết không? Đây nè, nhìn qua cái cửa sổ nhà cậu. Ừ. Trời ơi, hàng xóm nhà cậu sao nó nhiều dữ vậy? Hàng xóm tôi được cái nhiều chuyện bu đông lắm. Ồ. Ai cũng giòn tôi với cậu hết trơn ha. Ừ. Đây nè, tôi nói cậu nghe nè, nhìn ra đây nè nha. Vậy là đây là đúng là cái trường cũ của tôi rồi. Ừ. Nhìn ra đây là cái cây phượng vĩ. Đó. Đúng rồi, góc này trồng phượng nhiều lắm. Đó, trời ơi, phượng nó nở rực à. Rồi ve sầu kêu vênh vang. Trời ơi, cái mùa hè tới đó cậu. Rồi, bên cái cây phượng vĩ tôi nhớ là người ta hay bán hàng lắm. Ừ. Đây có một cái xe, ngày xưa người có một cái xe bán thuốc lá. Đúng rồi, đúng mấy không? Góc Sài Gòn mình xưa xe thuốc lá nhiều đúng lắm. Đúng rồi, ở dưới người ta bày những cái hộp thuốc lá. Ừ. Còn ở trên thì người ta treo toàn ten. À, mấy cái áo mưa. Đúng rồi. Áo mưa mà một người xài đó. Không, tụi tôi xài hai người. Trời đất ơi, là thiết kế một người cho an toàn, bà xài hai người tại quầy rồi sao? Không, xài hai người vẫn đủ mà, treo toàn ten đủ màu hết á. Không, mấy cái màu cơ bản đâu ra đủ màu. Mấy cái áo mưa một người bỏ vô bóp mình á. Không, áo mưa tôi bỏ vô cốp xe. Bà quê mùa nữa, áo mưa phải bỏ vô bóp, đem theo bên mình lỡ cấp bách rút ra xài còn kịp. Chứ bỏ vô cốp xe không lẽ mỗi lần nổi hứng lên, kêu bạn đợi trong phòng, rời khỏi giường ra bãi xe lục lục lục, bạn mình mất hứng rồi sao? Trời, cậu không biết rồi, chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc.
Hồi xưa tôi nhớ là lúc mà tôi yêu đó, tôi thích nhất cái hình ảnh mà anh ấy đứng lục cái áo mưa ra, lấy cái áo mưa ra, bung ra, cả hai đứa cùng xài chung. Trời đất ơi, áo mưa mà hai đứa xài chung. Mà tôi nhớ cái thời đó, làm như chúng tôi mới yêu nhau đó, ngày nào cũng xài áo mưa hết cậu. Trời đất à. Ơi, ngày nào mà cũng xài áo mưa. Đúng rồi. Trời, cặp đôi mà sung mãn dữ vậy đó hả? Không có, bởi vì Sài Gòn thời đó nó mưa dữ lắm, tháng 7 mà. Khoan, ý bà nói cái áo mưa gì? Áo mưa cái lúc trời mưa. Trời đất, áo mưa lúc trời mưa hả? Ừ. Tôi tưởng đang nói cái áo mưa lúc mây mưa với nhau. Ừ, trời ơi. Để hiểu lầm lắm. Trên đời có hai loại áo mưa, mặc khi xuống phố và mặc khi lên giường, hiểu không? Một loại thì chống nước chống sình, một loại thì phòng chống bụng mình phình ra. Đúng rồi đó. Thử hiểu ý cậu đó nghe không? Đây nè cậu, dạ. À, hôm ấy cho tôi cúng lễ mấy cây nhang cho thần thánh. Đi coi bói mà cúng bói nhang, bộ tính coi chùa hay gì? Ủa là sao? Phải có tiền lễ đặt lên chứ. Ủa? Tượng thần thánh là ăn nhang là đủ rồi. Thần thánh thích nhang, thần thánh no. Dạ. Tôi hết nhang, tôi nám phổi, tôi chết. À tôi hiểu rồi, dạ dạ. Con nói thầy nghe nè, nếu mà thầy làm cho mà nó linh hiển cuộc đời con thì cỡ nào con cũng đặt hết á. Mà tôi nói cho nữ nghe nha, thần thánh tôi thờ xa lắm, thờ tuốt ở bên Tây, ông Tơ bà Nguyệt đó. Trời mỗi ơi. Lần về xong mà rước đi là giá khứ hồi, hạng thương gia không đó nghe. Đặt một chiều tôi không có coi được đâu. Thôi được rồi, mấy chiều cũng được, miễn là linh thiêng là được rồi. Rồi muốn khấn gì khấn đi cậu. Dạ, coi cho. Bây giờ khấn ha. Ừ. Dạ con bắt đầu con khấn nha cậu. Ừ. Dạ. Con nói mình làm sao cho nên tụi con mà xong. Dạ con này con làm sao cho con có thể làm được như thế là những ý của con mà cậu nói nha. Dạ xong rồi đó cậu. Mụ nội tôi cũng không nghe được nữa. Sao vậy? Bà khấn trong họng ai nghe? Trời ơi, thần thánh mà, nói cỡ nào thần thánh cũng nghe hết đó. Dạ thưa nữ, thần thánh lớn lắm rồi, 500-700 tuổi rồi, lãng tai rồi. Phải nói rõ, tôi nghe rõ, tôi tâu lại với bề trên ta nghe. Trời ơi, vậy thôi nói lớn lên luôn ha. Ừ. Dạ thường thường chứ con cầu khẩn là con hầu ẩm trong miệng không à. Dear Mr. Spider and Mrs. Moon. Bà điên hả? Dạ sao? Bà khấn gì vậy? Ông Spider là tơ mà Moon là Nguyệt, là ông tơ bà Nguyệt đó cậu. Trời ơi, tôi thầy bói, bảo kêu Spider, tưởng Spider-Man người nhện không đó. Không, ông Tơ bà Nguyệt. Tôi không biết tiếng Anh, không tiếng Việt đi. Dạ, dạ, thôi là tiếng Việt, trời ơi, cậu khó quá. Dạ, ông Tơ bà Nguyệt ơi, con tên là Kimberly. Gì Kimberly? Không, tên Mỹ, con Việt Kiều mà, Kimberly. Kimberly à? Dạ. Thực sự ra là con mấy chục năm rồi, con ở xa con về, con muốn tìm lại người yêu cũ. Ừ. Bởi vì con nghĩ là chỉ có người yêu cũ mới yêu con say đắm, chân thành mà thôi. Ừ. Dạ, vậy con cầu ông Tơ bà Nguyệt làm sao để xe duyên lại cho tụi con. Bởi vì nếu có điều gì vĩnh cửu thì con chỉ xin là chỉ là tình yêu của chúng con mà thôi. Dạ, con cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt, con cảm ơn cậu Tơ giúp giùm con. Cái gì vậy? Cậu Tơ nói cái gì vậy? Cậu nói gì vậy cậu? Nói tiếng bề trên. Hiểu. Chừng nào mà thành người bề trên như bà hiểu. Thắc mắc quá. Nữ ở đâu? Cali. Con này Cali. Cái ông kia ở đâu? Cà Mau. Áo mới Cà Mau. Ân trên nói cho biết đó nghe, sẽ gặp lại đó. Trời ơi, thiệt không cậu Tư? Ông quên là cậu Tơ, tôi thiệt hả? Trời ơi, mà chừng nào chừng nào mới gặp lại, hỏi giùm con đi, hỏi giùm con cái. Là quen. Sẽ sớm thôi. Sớm mà, trời ơi sớm. Trong ngày hôm nay đó. Hả? Trời ơi, thôi đừng giận mặt con cậu Tơ. Có không? Trong ngày hôm nay luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhưng mà ở đâu? Hỏi giùm con cái ở đâu? Đi coi bói đừng hỏi nhiều quá, tôi bí. Hả? Ủa? Không phải, ý là thiên cơ bất khả lộ, bí mật. Trời ơi, nhưng mà gặp là khi nào? Sáng, trưa, chiều, tối, khi nào gặp vậy cậu? Thoảng á. Cái gì? Bây giờ nói cho nữ nghe. Dạ, dạ. Đem phép về đeo vô đi. Dạ. Cái sợi chỉ đỏ này đó. Dạ. Sợi chỉ tơ hồng đó nghe không? Đeo ngón áp út đi. Dạ, trong dạ. Vòng 9 phút. Gặp lại người yêu cũ. Cái gì? 9 phút hả? 9 phút. Trời làm gì có chuyện đó xảy ra. Trời bây giờ làm sao mà 9 phút mà gặp được ở đâu hả? Dạ tôi lại bà. Dạ. Không biết tôi coi hay bà coi nữa.
Bà làm ơn trong vòng 9 phút rời khỏi nhà chạy thẳng ra đường thế nào cũng gặp. Bà dạ. Đứng ở đây là hồi sau 9 phút người yêu bà là tôi luôn đó. Dạ thôi, con cảm ơn cậu, con đi liền. Dạ con cảm ơn. Dạ con đeo vô rồi. Trời giờ còn 8 phút rồi đấy nè. Khách cậu Tơ ơi, cậu Tơ. Tỉnh người khùng. Cậu Tơ có nhà không cậu Tơ ơi? Ai vậy? Khách quen. Dạ, cho gặp cậu Tơ. Tôi nè. Dạ con thấy tưởng là cô chứ. Mới sắm cặp chân mày tài lộc nhìn không ra phải không? Dạ đúng rồi, bữa nay nó sao nó đậm dữ thầy. Đi tái khám về hả? Ồ sao thầy biết hay vậy? Thì lịch của ông tôi biết mà. Dạ. Hôm nay doctor nói làm sao tin dạ, không? Dạ, doctor mới cho biết là bệnh nhẹ hết rồi thầy. Mấy cái bệnh nhẹ hết rồi hả? Dạ. Nhờ ơn nhờ phước cậu đó nghe. Đêm nào cậu coi ngày tháng tên tuổi, lập đàn cầu an mỗi ngày đó, bệnh nhẹ hết nhờ ơn cậu đó. Nhưng mà bệnh nặng còn thầy. Bệnh nặng còn hả? Dạ. Yeah. Tại cậu không nói sao cậu biết? Tại vì bình thường là bệnh nhẹ cậu cầu an thôi. Giờ còn bệnh nặng phải không? Dạ. Để vài bữa cậu cầu siêu cho. Cậu. Cầu cầu tiêu, cầu tiêu tan bệnh tật. À, dạ, cầu tiêu tan thầy nói lẹ lẹ chứ thầy nói ngắt con hơi giật mình. Ừ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Tới thì, cậu chi? Dạ bữa nay con cũng lại cái chuyện hôm nọ đó thầy. Ừ. Dạ. Là muốn gặp lại cô ấy sau mấy chục năm xa cách đúng không? Ông Trọng muốn gặp lại bà Kiều phải không? Dạ. Thôi biết rồi để tôi cầu cho. Dạ không phải. Chứ gì? Con lại đây để con cầu xin thầy làm sao thầy cắt giùm con. Ủa tôi thầy bói, đâu phải giải phẫu thẩm mỹ đâu trời. Dạ không phải. Tôi không biết cắt gì trên người ông đâu nghe. Dạ không, thầy hiểu lộn rồi. Dạ con chỉ muốn xin thầy cắt duyên giùm con. Cắt duyên hả? Con không muốn gặp lại cô đó. Sao vậy? Sao mấy lần tới tha thiết lắm mà. Dạ. Kỳ vậy trời. Bác sĩ vừa nói con bệnh nặng thầy à. Tự nhiên sau mấy chục năm không muốn gặp lại cô ấy nữa. Dạ. Bông chuyển hệ rồi hả? Không thích phụ nữ nữa, mê đàn ông rồi phải không? Trời đất ơi, nào giờ bóng lén bóng lút hả cha? Giờ bóng quang minh chính đại rồi phải không? Thôi được rồi thầy, cậu nói cái gì đó cũng được. Miễn làm sao cậu giúp con cắt duyên giùm con. Là không muốn gặp lại hả? Dạ nhất định không muốn gặp lại thầy. Sao nhiều chuyện quá vậy không biết nữa à. Đây nè, cái dạ. Sợi chỉ thì tôi cầu duyên đeo với vô, người hả? Mỗi ngày đó. Không, bây giờ cắt là không gặp lại nữa đâu đó. Sắp gặp rồi đó mà giờ kêu cắt đó. Dạ, thầy cắt. Bây giờ suy nghĩ kỹ chưa? Kiếp sau mới gặp lại đó nghe. Suy nghĩ kỹ đi. Thôi cắt luôn rồi. Rồi suy nghĩ chắc tới sáng mai quá. Rồi. Là được rồi hả thầy? Không bao giờ gặp lại nữa, kiếp sau mới gặp đó. Đổi ơn thầy. Ngồi nghỉ ngơi chút xíu dạ. Đi. Dạ. Dạ thôi chết rồi. Dạ tôi quên cái bóp. Dạ xin phép cậu cho tôi. Cậu chưa đụng tay vô nghe. Nữ lấy đi. Dạ không có gì trong đó. Dạ cho xin phép. Ông anh cho tôi xin lấy. Cái này hả chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn ông anh. Trời ơi. Anh Trọng. Má này làm hết hồn nè. Kiều. Ông điên rồi cha. Ông uống thuốc vô đi quán gà rồi đó. Bả tên Kimberly chứ không phải tên Kiều. Không phải. Tôi tên là Kiều. Qua Mỹ vô quốc tịch mới đổi là Kimberly. Kiều. Trời ơi anh Trọng, trời bao nhiêu năm nay mới gặp là được anh. Trời em mừng quá. Trời ơi. Trời Linh quá đúng 9 phút rồi. Ủa tôi coi Linh gì hết trời. Trời ơi. Bình thường coi trật không đó. Trời ơi, anh Trọng ơi. Trời ơi. Ê nói nghe. Bây giờ hai người gặp lại nhau mừng quá vậy. Dạ, đúng rồi. Mà xa nhau bao nhiêu năm rồi? Dạ 40 năm. 40 năm. Dạ. Còn thương nhau thắm thiết đi tìm nhau vậy. Mắc gì xa nhau? Tại anh đó. Tại em. Tại cổ. Tại anh. Tại em tại chứ. Ông á. Bớt cãi lộn lại đi. Cái cách cãi lộn của hai người làm mấy cái đứa nhiều chuyện như tôi bực mình lắm. Không biết rõ câu chuyện đó đi kể là ai hiểu không? Bây giờ nè, không lẽ giờ biến về thời quá khứ để coi lý do có ai đúng ai sai? Thôi giờ như vậy, không cần biến. Tụi tôi diễn lại ngay tại chỗ để cậu biết mà cậu phán là ai đúng ai sai. Làm lại cậu coi đi nha. Anh nhớ không? Cái chuyện mà trong quán cà phê 40 năm về trước anh nhớ không? Chuyện xảy ra đó. Quán cà phê. Làm sao mà quên được. Rồi đúng rồi. Mình nhớ nha. Mình làm lại cho cậu Tơ coi nha. Bây giờ diễn lại cảnh đó phải không? Đây 40 năm về trước. 40 năm về trước. Cái thời hai người còn đi học đó hả? Nhưng mà cách đây 40 năm tôi chưa tồn tại trên đời mà trời. Tôi đứng đây tôi làm gì? Bán cà phê, cô gái bán cà phê à? Được làm cô gái bán cà phê hả? Rồi. Mời quý vị coi lại cảnh quán cà phê cách đây 40 năm về trước. Anh. Em. Tay. Này tay nắm tay. Quang anh, vậy 18 tuổi em phải nhảy chân sáo nha anh. Oh. Rồi, bắt đầu. Anh hát lại đi anh.
Một chiều em dạ, tay đang tay dìu nhau trên lối. Em. Dạ cái gì anh? Anh đã định hát thế là đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời em nhảy kiểu đó nó không hợp nhạc. Làm lại. Làm nhẹ vâng anh, dạ dạ. Một chiều em tay đang tay dìu nhau trên lối. Đấy, cái này là tới mai. Đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa xuân của tôi. Đưa em vào ngày tháng vỗ về. Rồi, ngồi xuống đây đi ngồi em. Đây vỗ về đi em. Dạ. Anh. Anh nè. Nhưng mà em giận anh rồi á. Giận cái gì? Tại anh biết không, nhà mình đó, ở trường mình nó có cây phượng đi kìa. Em nói anh trèo lên hái bông phượng về cho em ép. Em làm con bấm mà anh không chịu gì hết trơn à. Mấy kỳ trước anh hái rồi, anh hái gần hết cây phượng, da sầu nó hết kêu đó em nhớ không? Không, nhưng mà này còn nhiều lắm, anh lo anh chơi banh đũa không, không hái gì trơn trụi á. Con bấm rồi kìa, em hái để em ép lưu bấm ngày xanh. Bấm là cái gì vậy? Là con bấm bấm vậy nè. Con bướm á hả? Ờ. Ồ, thôi đi, đừng có bấm bấm gì nữa hết á. Sao vậy? Thì anh để anh đi bắt bướm thiệt cho em đi hơi đâu mà bác mà hái bông phượng rồi ép làm cái gì? Trời, nó sắc xanh anh ơi, em chỉ muốn bấm phượng thôi. Thôi được rồi, cái gì cũng em được. Em dễ thương quá, em 18 tuổi dễ thương quá. Em dạ anh chị, uống gì em bán cà phê nè. Anh chị uống gì? Cho ly cà phê đen đã. Anh cà phê đen? Ừ. Chị uống gì chị? Chị uống gì em vô em làm. Em vô pha nước cho chị uống gì? Anh ơi, chở bạn gái về cậu gió đi anh. Chị trúng gió á khẩu rồi anh. Em sao vậy? Em bình thường. Ô, chị bình thường. Em tưởng chị câm không á. Chị, vậy chị nói được, chị nói cho em biết chị thích uống cái gì. Cái món mà tôi thích á, ảnh biết á. À, dạ. Anh ơi, bình thường chị uống gì vậy anh? Sao không hỏi cổ đi? Chị biểu em qua hỏi anh. Nhưng mà ai uống? Chị uống. Hỏi chị. Ờ, ai uống phải hỏi người đó chứ. Ừ. Không lẽ bán xong ly cà phê thấp khớp luôn trời. Chị uống gì? Tôi nói anh nghe nè, người yêu phải biết người ta uống cái gì chứ. Khổ ghê, vậy là em thích uống cái món cũ phải không? Ờ. Vậy tôi đưa ly xương sáo đi. Vô quán cà phê kêu xương sáo. Coi ứa máu được chưa? Ủa mà nói nghe, mới yêu nhau phải không? Đang yêu nhau mà ăn xương sáo, rồi sao sướng? À. Yêu nhau là phải ăn xương máu cho nó mau sướng. Ừ. Thôi được rồi. Ông muốn xương sáo chứ tôi đâu muốn xương sáo. Thôi. À, không có xương sáo phải không? Không có. Để cho tôi ly cà phê sữa. Chỉ cà phê sữa. Ừ. Tôi thích trà xanh. Ở lộn, trà xanh. Em hỏi thiệt anh chị có đang yêu nhau không? Ông sao hỏi gì yêu chứ vậy? Em thấy không yêu hiểu ý nhau lắm đó. Mà cái dòng yêu nhau mà không hiểu ý nhau sớm muộn cũng chia tay hả anh chị? Ê, vô duyên nha. Tôi nói vậy nha. Cà phê đen của anh, trà xanh của chị phải không? Anh nhớ là em thích uống cà phê sữa mà. Đâu có đâu, cái bữa đó là tại vì anh gọi thì em thương anh, em uống thôi. À? Bữa đó về trời ơi, em dành toilet với má em quá trời luôn á. Ủa chứ má em bị sao? Trời ơi thì đó, má em cũng dành toilet với em luôn, tại ba em cũng pha cà phê sữa cho má em uống luôn. Thiệt là đó. Nè. Ừ? Nước tới rồi. À, cà phê đen của anh. Dạ, trà xanh của chị đây. Dạ. Cảm ơn em. Chị, nay nhân dịp gì mà mình đi chơi với nhau vậy chị? Chị ơi, chắc tôi dắt mẹ đi chăm cứu quá. Cái miệng im re hả? Anh, chị không trả lời em. Bữa nay nhân dịp gì mà đi chơi với nhau vậy anh? Tụi tôi đang dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Trời ơi, học sinh với nhau. Ừ. Mà dắt nhau kỷ niệm ngày quen nhau. Vậy mình quen nhau lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu lâu anh? 3 năm. 3 tháng. Mới 3 tháng mà đặt kỷ niệm. Làm như thành tích kỷ lục gì ghê gớm lắm vậy đó. Em nói này nghe chơi chứ phải trụ đâu nghe. Hồi xưa cái lớp đi học của em đó, có mấy cái đứa mà quen nhau đó, mình đặt làm kỷ niệm 2 tháng quen nhau, kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Mà mấy cái đứa đó nha anh, không bao giờ lết được tới tháng thứ 4 hết trơn trời á. Bữa nay kỷ niệm ngày mai hoài niệm liền vậy đó. Thôi. Mày đặt rủ nhau ra công viên chụp hình selfie đồ. Em nói nghe nha, yêu nhau chụp ảnh tràn lan, chia tay phải tốn thời gian xóa hình đó. Đừng có nói có huông nha. Ủa? 40 năm trước đâu có vụ selfie đâu. Dạ em tưởng tượng. Sao vậy? Anh uống đi em. Ngon không? Em, cà phê này ngon lắm đó. Uống đi. Chị, ủa sao chị? Chị à, uống đi cưng. Tôi uống không có được. Ủa sao vậy anh thử coi, uống bình thường mà. Sao vậy, anh thấy có cái gì mà uống không đâu, được uống, vậy? Đâu uống, có gì không?
anh uống được. Anh thấy ngon mà bình thường, uống đi. Không có mở nắp chai sao uống được. Ứa gan dễ sợ luôn á. Ủa chị có thể tự mở mà chị. Tôi không có thích mở bằng tay của tôi. Không thích mở bằng tay của tôi, vậy chị mở bằng chân hả chị? Ủa cái này đi thi lập kỷ lục Guinness được luôn nè. Người phụ nữ đầu tiên tại Cali mở nắp chai bằng chân. Trời, cái gì vậy? Thiệt hả em? Vậy mỗi phút em mở được bao nhiêu cái nắp chai? Trời ơi, trời ơi, sao vậy? Sao vậy vậy? Anh ơi, nói này không phải chơi cho anh dù duyên thiệt đó anh. Trời ơi, trời, em nói thiệt với anh á. Em nói anh nghe nè, anh phải biết là người yêu anh thích cái gì, muốn cái gì chứ. Tự nhiên anh cứ hỏi vậy làm sao mà người ta nói cho được. Anh thì anh vô tâm vô tính lắm. Thì em thích cái gì thì em phải nói, em hiểu chứ. Tại em không nói làm sao anh biết. Người yêu thì phải hiểu nhau chứ. Thôi em thì em giận anh rồi á, em đi về đi, em gọi má em đón em. Ủa khoan, cái gì là chia tay vì cái nắp chai này đó hả? Bởi ông bà nói không sai mà, nhiều khi cái kẻ thứ ba không phải ai khác mà là trà xanh. Má ơi, má đón con về đi má ơi. Má. Ủa ông... ai vậy? Ăn cướp, ăn cướp, dừng thôi. Ăn cướp, ăn cướp. Ăn cướp, ăn cướp. Ăn cướp. Ăn cướp. Anh nói ăn cướp, ăn cướp. Thôi thôi thôi, đừng có làm gì. Trời, có ai thấy gì không? Hả? Ăn cướp đẹp trai quá má ơi. Trời, ăn cướp trời ơi, trời ơi. Cầu đi, cầu đi. Cầu đi. Cầu trời khấn Phật. Cầu trời khấn Phật cho anh ăn cướp không sao. Cái gì? Cầu trời khấn Phật cho người yêu tôi không có sao. Trời ơi, cái gì ghê vậy trời ơi, cướp ở đâu mà vô nhà cướp ghê vậy? Có khi nào chồng bà đi theo thằng ăn cướp rồi luôn không? Anh tới rồi, anh tới rồi. Trời anh ơi, anh ơi, anh Trọng ơi, chi vậy? Em đâu có cần cái điện thoại này đâu. Anh có sao không? Không sao, anh chỉ trầy chút thôi, không sao đâu đó. Xích dầu lát hết rồi. Bởi vậy mà bà, em nói anh nghe thấy không? Nè dạ. Người ta không biết mở nắp chai cho bà, nhưng ta hy sinh tính mạng vì bà chứ bộ. Tôi hiểu rồi, anh Trọng mà em thương anh gì vậy đó. Em thương anh gì, anh tròn tròn dễ thương mà lại còn lo cho em nữa. Ủa khoan, kết thúc hồi tưởng, quay về hiện tại đi. Quay lại đây. Rồi, thí dụ cái tình tiết lúc đó xảy ra bà phải động lòng yêu say đắm chứ mắc gì xa nhau. Trời ơi, tôi nói nghe nè, sau cái vụ mà cướp giật đó, tôi nhận được một cú phone của má tôi. Gọi anh chi? Gọi tôi về bắt tôi lấy chồng Việt Kiều. Rồi bà có đi không? Trời đi, cho nên bây giờ mới tên Kimberly đó. Mà giờ má bà còn sống không? Ba má tôi mất hết rồi. Ê vậy má bà chết rồi kìa, tự do tí với nhau đi, đợi gì nữa. Đúng rồi đó. Em về đây là vì anh à, anh Trọng. Kiều. Sao? Tới không? Nhưng mà trời ơi, sao ông này mệt ghê, sao 40 năm vẫn chậm chạp như thường. Ờ sao nó lừ đừ vậy, nhanh nhanh lên. Nó nghe, nó nghe. Ngồi xuống, bây giờ uống nước nói chuyện ha. Hồi nãy uống nước rồi mà. Ông bị khùng hả? Hồi nãy uống là cách đây 40 năm về trước. Bây giờ phải uống nữa chứ trời. Trời ơi, 40 năm mà uống có nhiêu đây thôi đó hả? Thì khác quá. Uống không anh? Anh uống gì? Cũng cho cái ly cà phê đen đá. Anh cà phê, còn chị? Trà xanh. Em nói thiệt với anh nha, cái trà xanh 40 năm về trước em qua Mỹ đó, em tìm lại nhưng mà không có cái trà nào bằng trà của ngày xưa hết trơn á. Sao vậy? Sao? Anh thấy Mỹ bây giờ nhiều lắm, chợ nào cũng có bán hết trơn á. Nào là number one này, đầy đủ, mà hương vị như ngày xưa. Ủa vậy hả anh? Trời ơi, tưởng đâu là quảng cáo không đó. Anh bên Việt Nam anh biết cái chuyện bên Mỹ hay quá ha. Bà con anh nói mà. Dạ trà xanh, thôi bây giờ uống gì nè? Hai món cũ phải không? Hai món cũ đi. Thôi sẵn á. Nãy còn rồi uống luôn đi. Uống đi. Khỏi vô lấy. Vậy để anh mở nắp cho em nha. Ý, tinh tế nha. Sau 40 năm biết mở nắp cho bạn gái rồi đó. Bắt đầu thay đổi rồi đó. Very good. Anh uống đi, anh uống đi. Uống đi. Bây giờ nãy uống mà bây giờ uống xong rồi mình làm gì nữa thầy à? Uống xong rồi hả? Đi toilet đi. Dạ. Nói gì cũng nghe. Trời ơi, sao ông khờ dữ vậy trời. Hỏi thăm đi, hỏi thăm nhau đi. Hả? Hỏi thăm nhau. Em nói anh nghe, bao nhiêu năm xa cách rồi, giờ anh sao, vợ con sao rồi nè? Thì vợ còn chưa có nói gì con. Sao? Tức là anh còn ở độc thân mà. Anh chưa có đời vợ nào hết hả? Chưa em. Vậy có đời chồng nào không? Rồi. Kiều, em có bị sao không vậy? Em giỡn, em gặp anh em mừng quá em nè, giỡn. Anh nói em nghe nè, vậy rồi mấy chục năm rồi đó, em đi lấy Việt Kiều. Dạ. Rồi chắc bây giờ em cũng trải qua mấy đời chồng rồi ha. Nói nghe nè cha nội, vô duyên với ông là vô duyên trong máu rồi. Bữa nào rảnh rảnh đi lọc máu cho nó bớt vô duyên nghe. Thì mới đi lọc về đó thầy. Ủa mới đi lọc luôn đó hả? Dạ. Thôi đầu thai mới hết rồi.
Nó nghe chị, ta con gái đàng hoàng, đâu có như đàn ông mấy người đâu mấy đời chồng, chính chuyên mà hai chị ha. Đúng rồi, tôi chỉ mấy lần đò thôi. Mẹ, thôi cũng bấy bá rồi đó. Nhưng mà bây giờ em vẫn một mình anh à. Ý, em vẫn một mình. Một mình mới quan trọng, tới với nhau, tới đi. Được không? Về tới đây là tới nè, anh. Nhưng mà... Cái gì nhân hoài vậy? Nhân hoài vậy? Hả? Bây giờ uống xong rồi ăn ha. Đúng rồi, đồ ăn luôn. Rồi, đói rồi, sáng giờ tôi đói quá rồi. Ở đây làm sao có cái gì ăn? Đâu, nhà ở tôi như nhà hàng vậy đó. Dạ. Bán đầy đủ hết á. Giờ anh chị muốn ăn gì? Ở đây có gì? À, anh chị ăn phở hay là hủ tiếu? Phở. Hai cái phở. Tự nhiên điệu ngang xương vậy trời. Nó nghe cái mặt của chị ấy nói chữ phở, nhìn nó thấy thương. Còn anh nói chữ phở nhìn thấy ghét dễ sợ luôn á. Thấy ớn lắm anh ơi. Vậy, hả? Vậy bây giờ hai anh chị ăn phở phải không? Để em vô em nấu phở, rồi em bưng hai tô phở. Ai? Làm gì né hoài vậy? Không có, tụi tôi nói bình thường thôi. Còn cái khẩu hình kia mà nói một cái răng qua, tôi sợ răng chạm vô má tôi phải tránh. Chị nói quá à. Chị có tin em vô em lấy hầm răng phai nước lèo chị ăn không? Không cần đâu. Dạ. Xương heo. Trời ơi, cái hầm răng nhâm vô nó ngọt nước dữ lắm luôn á. Vậy giờ hai tô phở ha. Xin lỗi quý khách, hết phở rồi. Cái gì để vậy? Sao chào hủ tiếu với phở? Dạ nói cho có nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hả? Chứ quán còn có hủ tiếu à. Rồi thôi được rồi, hủ tiếu cũng được nữa. Cho hai cái hủ tiếu đi. Hai tô hủ tiếu. Rồi. Nè. Nhưng mà ảnh ăn giò nạc nghe. À còn của chị thì đừng có lấy hành xanh. Trời ơi, thuộc thói quen của nhau quá. Nhớ chứ. Em còn nhớ không có thích hành nạc hả? Dạ, em nhớ chứ. Dạ, anh cũng nhớ em không thích hành đó. Anh nhớ mà. Dạ, cái gì của anh em cũng nhớ hết trơn á. Anh cũng vậy mà. Rạc gì ạ? Ủa sao lại? Dạ, hủ tiếu có rồi nè. Hủ tiếu. Sao lẹ dữ thầy? Lẹ quá hả? Dạ. Rồi để em bưng vô 8 tiếng nữa em bưng ra nha. Ô, đừng, lâu quá là coi như bị rầy đó. Thôi, làm liền. Thời lượng có hạn, phải nấu lẹ, nấu chậm em bị chửi. Đúng rồi. Dạ. Ăn đi. Thơm lắm em. Dạ. Ăn đi em. Hủ tiếu làm như dầu thơm vậy, thơm lắm em. Trời, nước lèo nấu bằng gì ngọt dữ thầy. Nấu bằng. Đừng có nói là lấy nấu bằng răng thầy nghe. Răng tôi đâu phải mô hình đâu, lắp ráp cái một trời. Mà đều ngọt á. Ờ vậy hả thầy. Trời ơi ngọt thiệt thầy. Ngọt nè, trời ơi cái miếng bún này tôi thấy sao mà nó dẻo, nó dai như là cái miếng thịt vậy đó. Còn miếng thịt ta nghe, trời ơi nó mềm. Còn cái cọng giá sao nó xanh giống cái cọng hành thầy. Còn hành thì nó vàng như là hành phi vậy đó. À, ngon lắm em, ăn đi. Ăn mấy muỗng đi anh, ăn thử mấy muỗng đi. Ừ. Gắp cọng hủ tiếu coi ngon không? Ừ. Trời ơi, ngon lắm. Ngon quá thầy ơi. Cái nước lèo em pha bằng đúng một đậu cụ duy nhất mà. Dạ. Thầy đừng có nói bằng đường bột ngọt nha. Không, hàm xương đồ nhiều lắm. À, dạ. Xương hàm đồ đó. Em ăn đi chứ. Sao vậy? Ủa chị ơi, sao chị không ăn? Chị ơi, hủ tiếu chị nở thè lè. Bà tôi nghe có ngày nói chuyện với bức tường quá. Nói nghe. Hả? Bẻ lại giùm cái cổ đi. Ngày xưa nó quay qua quay lại được, giờ lớn tuổi quay nó trật luôn rồi. Bình đặc. Ăn cái gì mà ăn? Để nở thè lè à. Không có đũa, lấy gì mà ăn? Trời ơi, đũa nè em. Chị ơi, chị bị đuôi hả chị? Đũa trước mặt chị kìa. Nhưng mà tôi không thích lấy đũa bằng tay của tôi. Ý sao quen dữ vậy trời. Sao 40 năm vẫn cái nết này vậy? Chị ơi, chị không thích lấy đũa bằng tay, chị lấy đũa bằng chân hả chị? Thôi, đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. Em nói thiệt với anh nha, mấy chục năm nay em về đây, em nghĩ là anh sẽ thay đổi. Mới đầu mở nắp chai mình cũng mừng rồi đúng không? Mình tưởng thay đổi, ai ngờ anh vẫn y nguyên như vậy à. Đâu có gì y nguyên đâu, anh đã mở nắp chai được cho em rồi mà. Mà điều thứ em muốn thì em chỉ nói anh thôi, đơn giản quá mà. Em mà nói thành nó sai khiến sao? Nhưng đối với anh nó là sự chia sẻ. Chia sẻ gì, anh vô tâm vô tính lắm. Thiệt thôi, em gọi Uber em đi về cho rồi đi. Ủa? Em không thể nào chịu nổi nữa rồi. Ê khoan, tự nhiên đi về vậy? Cái gì? Không tôi phải đi về. Anh không có thay đổi gì hết. Khó lắm mới gặp nhau trở lại, không thể đi về được. Làm sao? Bây giờ sao ta? Bây giờ làm sao để giữ bà lại cho bà độc lòng? Ôi tôi đi về. Khoan, đúng rồi. Lúc này phải xuất hiện thằng ăn cướp nè. Hãy có ai giật điện thoại bà. Cái gì? Đứng yên đó, tôi đi kiếm ăn cướp. Cái gì? Hả? Không, cái gì mà cướp bóc gì vậy? Có ăn cướp xuất hiện. Tôi đi về. Có ai rảnh giật điện thoại bà giùm tôi không? Ôi trời. Cái gì vậy? Ê, anh ăn cướp nè. Ăn cướp năm xưa. Ủa gì ăn cướp? Bạn bè tôi chỉ tôi tới đây coi bói mà thầy. Ủa sao ăn cướp vậy đi coi bói rồi? Ủa là ăn cướp cái gì? Không, tôi nhớ cách đây 40 năm
theo cái lời của bà kể là có cái thằng đẹp trai y chang ông làm ăn cướp. Giống tôi 40 năm trước mà làm ăn cướp. Đúng rồi. Ông cố nội tôi. Trời ơi, ông cố nội tôi 40 năm trước là ăn cướp. Rồi, ông nội anh? Ông nội tôi hả? Ăn trộm. Còn ba anh? Ba tôi ăn giật. Trời. Rồi bây giờ anh? Tôi ăn năn sám hối. Bốn đời rồi mà. Hoàng Lương. Nhà Hoàng Lương hả? Vậy thôi tôi đi về. Khoan. Quá, cái gì? Đúng đó. Để tôi tính. Anh, bây giờ mình tạm ngưng Hoàng Lương đi anh. Mình trở lại hành động đi anh. Hành động gì? Giật điện thoại bãi giùm tôi. Ê, trời, cái gì vậy? Tôi giật điện thoại. Giật đi lát em coi bói free cho. Hả? Tự nhiên giật điện thoại mà được coi bói free hả? Được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi tới đây tôi cắt Duyên Âm nha. Cắt gì cũng được. Bây giờ phải cắt được cho tôi, không thôi tôi cắt hai Duyên Dương của cậu đó. Vậy vậy? Giật điện thoại đi. Không, không, ai mà giật điện thoại, cái gì giật cái gì của tôi. Thôi bây giờ giúp giùm tôi đi, tôi mượn cái điện thoại rồi xong. Vài năm nữa tôi trả cho. Rồi nhớ coi bói tôi nha. Thôi lượng sức mình đi anh ơi. Trời cái gì vậy? Thôi anh ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Trời ơi, sao xuống người ta giật vậy anh Trọng? Nó Hoàng Lương rồi mà sao nó xô người mạnh vậy? Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh Trọng. Ê nó nghe. Hả? Ổng đang bệnh nhiều lắm đó, uống thuốc nhiều lắm đó. Trời ơi, tại sao cậu ác vậy cô bác? Anh Trọng ơi, anh Trọng. Anh Trọng à. Em vượt dạng dầm em về đây để em gặp lại anh nè anh Trọng. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi, anh dậy đi anh ơi. Dạ, anh ơi, em về đây là để sống với anh. Tụi mình sẽ có nhau những quãng đời còn lại. Anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Anh ơi, em nói anh nghe nè. Cái người nào mà xả thân để cứu em, có nghĩa là em sẽ sống suốt đời với người đó. Anh tịch. Em nói thiệt hả Kiều? Trời đất ơi, ổng như Hồi Dương vậy trời. Tại giờ tôi đâu, anh đâu có tờ xỉu gì đâu. Anh làm anh nghe em nói mà. Anh nghe hết đúng không? Như vậy nha anh. Bây giờ mình về đây rồi, hai đứa mình cũng là luống tuổi rồi, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Không mấy giờ cuối đời mình có nhau nha anh. Nha, anh say yes đi nha. Không. Em biết không? Chết không? Bây giờ mỗi ngày anh hãy uống cả bụm thuốc vậy nè Kiều à. Trời anh ơi, lớn tuổi ai mà không uống, một ngày em uống 2-3 bụm thuốc luôn anh. Nhưng mà tại tôi cắt sợi dây chi giờ không tới với nhau. Nói lỡ. Không thể được Kiều à. Sao mà không được? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em. Anh rất là thương em. Đúng rồi. Ừ, nhưng mà chính vì thương em, tụi mình không thể nào trở lại với nhau được. Ê, cái này là em ghét lắm đó nha. Em ghét cái kiểu mà vì quá thương em cho nên là coi như là buông tha cho em. Tôi ghét cái kiểu lắm nha. Cái kiểu rộng lượng kỳ cục. Đúng rồi. Thương nhau là phải ở bên cạnh nhau. Lo lắng cho nhau. Đúng không? Chứ thử mà thương nhau không ở bên cạnh nhau đi. Một mình cô đơn giữa đêm tối, lỡ đang ngủ bị bóng đè, ai sẽ kêu mình dậy và đuổi bóng đi, đúng không? Đúng rồi. Lỡ già đản trí, vụng về, nấu cơm khét, ai sẽ là người thương bên cạnh ăn cơm khét đối với mình? Rồi lỡ mình lớn tuổi, sanh tật, đản trí, xấu xa, bị đặt trộm cắp này nọ, ai sẽ là người bên cạnh gọi police bắt mình, đúng không? Cậu Tơ ơi, cậu Tơ hay quá. Đó, anh nghe chưa? Anh nghe chưa? Bây giờ chúng ta phải có nhau, anh ơi. Anh biết như vậy, nhưng mà bây giờ mạng sống của anh nó được gia hạn mỗi 6 tháng. Là sao? Mỗi 6 tháng anh phải đi gặp bác sĩ. Và nếu như cái kết quả tốt, bác sĩ nói là tốt, thì anh vui sống thêm được 6 tháng. Còn nếu bác sĩ nói là tệ rồi đó, thì anh phải tự lo liệu lấy thân anh. Ông bệnh thiệt. Anh Trọng à, em sẽ cùng anh gia hạn cuộc sống. Em biết mà, một mình đi gia hạn cuộc sống, theo dõi sức khỏe, nó cô đơn và nó buồn lắm. Em sẽ chia sẻ với anh. Em sẽ chia sẻ tất cả những ngọt bùi, những lần hồi hộp khi phải nghe kết quả, và chia sẻ những cái mừng rỡ khi mà anh có kết quả tốt. Và em hy vọng rằng từ đây về sau chúng ta sẽ sống mỗi ngày thật ý nghĩa nha anh Trọng. Em về đây vì anh mà nha anh. Được không? Được không anh? Còn sợ gì nữa? Nhưng mà không, đừng nhưng ý anh đó. Đang lo chuyện gì? Một khi mà anh nằm một chỗ rồi anh sợ lúc đó em sẽ thay lòng đổi dạ Kiều à. Đúng, em sẽ thay. Nhưng mà là thay tả chứ anh, chứ không phải thay lòng đổi dạ. Dễ thương quá. Nói nó nghe nè. Vậy là phước đức cho ông lắm rồi đó. Quan trọng là cái liều thuốc tinh thần bên cạnh mỗi ngày nè, thấy không? Đúng rồi, chỉ cần vui là đủ rồi. Đây, tay anh nắm rồi. Này tay nắm tay, nhìn nhau đắm say, như chưa bao giờ em ngồi đây với anh, cùng nhau lắng nghe
Mùa xuân đang mơ toang trong mắt tình người mênh mang. Ủa, tự nhiên tôi đứng đây coi phim Hàn Quốc vậy trời. Anh đó, uống cho mát người lại nghe, đừng có chia tay nhau nữa. Em nói cho anh chị nghe nè, bình thường ai cũng sợ làm gánh nặng, mỗi lúc khốn khổ chia tay nhau là nói với nhau là em yên tâm, em sẽ gặp người mới tốt hơn, hay là anh sẽ gặp người mới tốt hơn. Mà không phải vậy đâu. Đôi khi chỉ cần đủ thương và đủ hiểu, cái người bên cạnh mình là phiên bản tốt nhất trong đời mình rồi đó. Chúc anh chị hạnh phúc nghe. Rồi. Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta. Hay quá. Trời ơi, tự nhiên á, cái nhà ở tôi như cái nhà khách sạn vậy trời. Ở lại đây hạnh phúc nghe, tôi đi kiếm một nửa của đời mình. Anh giật điện thoại ơi, giật em nè anh. Anh nè. Vui ghê. Cậu vui nhất á.